Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. chương 851, Hàn Đường Chủ bị đánh một. Là ai? Nhìn quanh, bàn tay Hàn Đường Chủ dựng thẳng lên, vẻ mặt cảnh giác. Nếu như nói mới vừa rồi còn nghi ngờ có phải đám người hồ trưởng lão ăn vụng lộc quần thú, lúc này hắn biết chắc không phải. Nhưng, sốt cuộc là ai, có thể ở trước mặt hắn ăn vụng thịt lộc quần thú mà không bị phát hiện. Thủ đoạn cũng thật là quỷ dị. Đường chủ, người xem. Hồ trưởng lão chỉ, hàn đường chủ cúi đầu nhìn xuống, lập tức thấy được điểm không thích hợp. Ngay trên lộc quần thú màu kim hoàng phía trước, chẳng biết từ lúc nào đầy chi chít một tầng sâu màu vàng nhạt, kích thước giống như con kiến, đến chỗ nào, thịt thú biến mất, chỉ còn lại có xương. Rất hiển nhiên, hai cái đùi này, chính là bị thứ này cắn nuốt sạch sẽ. Những con sâu này mỗi con nhỏ, màu sắc lại giống như thịt của thú nướng chín, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được đây là thứ gì hàn đường chủ sửng sốt thân là thuần thú sư tứ tinh tự nhiên chưa từng thấy qua đường chủ có phải là đột nhiên nhớ tới cái gì thân thể hồ trưởng lão cứng đờ hai mắt mang theo sự kinh hoàng ngươi nói là thấy biểu tình này của đối phương thoáng sửng sốt một chút hàn đường chủ cũng kịp phản ứng bị dọa cho giật mình đúng nếu không làm sao có thể ăn sạch thịt lộc quần thú nhanh như vậy Hồ trưởng lão nuốt hớp nước miếng. Nếu quả thật là thứ này, lại thật sự nguy rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hàn đường chủ sốt ruột vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía màn ánh sáng trước mắt. Chỉ thấy yêu thần thú bị nhốt ở trong trận, chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, hai mắt sáng như điện, lấp lánh có thần. Khóe miệng cực lớn đột nhiên cong lên, giống như đang cười lạnh. Trương sư, đây là cái gì? Mọi người phía xa cũng thấy được một cảnh tượng quỷ dị như vậy, tại các chủ không nhịn được nói. Làm các chủ dám bảo các, lượng tri thức lớn giống như mặt biển mù sương, lại chưa từng nghe qua loại vật kỳ quái này. Những người khác cũng nhìn qua. Trương sư sớm biết rằng sẽ có chuyện phát sinh, dẫn bọn họ đến nơi đây. Hiện tại xem ra, chắc hẳn lo lắng chính là thứ này. Là kiến phệ hồn. Khuôn mặt Trương Huyền nghiêm trọng kiến phệ hồn. Mọi người mê man một hồi. Thứ này nghe cũng chưa từng nghe qua, càng không nói được cụ thể là vật gì. Chỉ có điều, Lạc Trúc ở bên cạnh nghe được cái tên này, toàn thân cứng đờ, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Theo lời đồn đại đây là khắc tinh của vu hồn sư, lấy cắn nuốt linh hồn, linh khí làm thức ăn. Kiến phệ hồn có thể cắn nuốt linh hồn, nuốt linh khí, vô cùng quỷ dị. Là khắc tinh của vu hồn sư thế nào gần mộ của vu hồn sư có thứ này tồn tại không trả lời câu hỏi của hắn trương huyền quay đầu lại nhìn qua hỏi mộ vu hồn ngươi nói tới nếu như ta không đoán sai chắc hẳn là phía dưới một đầm nước nơi này ngươi làm sao biết được lạc trúc sửng sốt hắn chỉ nói qua một của vu hồn sư ở khu vực gần đây vẫn chưa nói vị trí cụ thể người trước mắt này như thế nào liếc mắt đã nhìn ra nơi chôn cất chú ý phong thủy chôn ở dưới hồ sâu, bản thân lại không cắt tường, gần như không ai sẽ làm như vậy. Bởi vậy, nếu như nói với người khác, dưới nước có mộ, tuyệt đối sẽ bị người ta cười nhạo vô tri. Cho dù là hắn điều tra được điển tịch có liên quan, biết vị trí xác thực, cũng cảm thấy không thể tin được. Chính vì vậy, vừa rồi hắn mới tự tin như vậy, người khác không có khả năng phát hiện. Nhưng, vị trước mắt này lại mở miệng nói ra, chẳng lẽ có liên quan đến những con kiến vệ hồn này. Kiến phệ hồn, cắn nuốt linh hồn là khắc tinh của Vu hồn sư. Nhưng thứ này sợ nước, muốn tránh né nó, hồn phách có thể bảo tồn lâu dài xuống, cũng chỉ có thể chôn ở dưới nước. Trương Huyền nói, tài các chủ thu thập những sách liên quan tới Vu hồn sư, mặc dù không có quá nhiều kiến thức hữu dụng, nhìn xong tất cả vẫn có thể đủ phân tích một vài chuyện. Hơn nữa, kiến phệ hồn thuộc về một loại linh thú. Trên sách của nghiệp đoàn thuần thú sư từng có ghi chép. Vừa tới hắn dùng mắt minh lý xem qua mặt đất liền phát hiện một vài điểm không thích hợp suy nghĩ một chút hắn có thể hiểu được phần mộ trôn ở dưới nước không phải đối với người sống người chết cũng không quá tốt lành sao người đặt câu hỏi không phải lạc trúc mà là triệu phi vũ nghe được mộ không ngờ ở phía dưới đầm nước hắn cũng hết sức ngạc nhiên cái hồ sâu này vừa đến liền thấy thác nước quanh năm trùng kích đường kính mấy trăm thước không biết sâu bao nhiêu mộ ở phía dưới này chẳng lẽ không sợ suốt năm bị nước ăn mòn hồn phách cũng không được an bình sao đối với vu hồn sư mà nói linh hồn có thể đoạt thân thể sống lại bởi vậy ở trong mắt bọn họ tử vong chỉ là giấc ngủ ngắn không tồn tại cách nói phong thủy bất kể trong nước hay là nơi nào đều không tính là gì cả trương huyền giải thích a à, mọi người hiểu được lập mộ xem phong thủy là hy vọng sau khi chết có thể khiến cho hậu thế tử tôn, thay đổi số phận. Vu hồn sư lại không cho là mình chết, cái gọi là mộ, đặt ở chỗ nào, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Không đúng, có chút do dự, Lạc Trúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nhìn qua. chương 852, Hàn Đường chủ bị đánh khai. Mộ vu hồn này tuy rằng trôn giấu ở dưới đầm nước, lại là cung điện dưới đất, không phải chìm ở trong nước. Kiến phệ hồn cho dù không thể vào trong nước, nhất định có thể tiến vào trong cái cung điện kia. Thế nào? Nếu như mộ vu hồn là ở trong nước, cũng sẽ không bị đối phương đoạt xác. Ngày đó tiến vào chính là một cung điện dưới đất, tuy rằng phong kín không biết bao nhiêu năm, nhưng không khí khô giáo, cho phép người ta tự do hít thở. Mọi người có thể vào, kiến vệ hồn nói vậy cũng có thể vào. Vậy hồn phách trong đó, thế nào còn có thể bảo tồn nhiều năm như vậy? Nếu như ta không nhìn lầm, những kiến vệ hồn này, là ngươi trêu chọc tới. Trương Huyền nhìn qua, ta, Lạc Trúc sửng sốt, thứ này, mặc dù từng nghe nói, có thể thấy được cũng chưa thấy qua, tại sao là hắn trêu chọc tới. Mộ vu hồn đóng kín rất tốt, trăm ngàn năm qua, không có người nào tiến vào, khí tức trong đó cũng chưa từng lộ ra ngoài. Người tiến vào trong cũng dẫn theo một linh hồn đi ra, tiết lộ khí tức. Bởi vậy, thu hút những những kẻ chuyên ăn linh hồn này qua chỉ là thời gian đi tới cũng không lâu không tìm được lối vào mà thôi nếu như chúng ta chậm trễ thêm một tháng chỉ sợ cho dù lại tiến vào trong cũng không tìm được linh hồn sắc mặt trương huyền ngưng trọng nói kiến vệ hồn là khắc tinh của vu hồn sư vu hồn sư tự nhiên biết đề phòng như thế nào có thể bảo đảm khí tức linh hồn không tiết ra ngoài không thu hút sự chú ý nhưng lạc trúc không hiểu nếu như không nhìn lầm những kiến vệ hồn này chắc là vừa đi tới nơi này không lâu bằng không, đã sớm chui vào sâu phía dưới hồ, không có khả năng vẫn ở tại chỗ này, bị mùi thơm của lộc quần thú thu hút. Vậy, sắc mặt lạc trúc nhất thời trắng bệch, những thứ đáng sợ này lại là do hắn dẫn tới. Suy nghĩ một chút hắn cũng khiếp sợ tới cực độ. Cho dù kiến phệ hồn cắn nuốt linh hồn, thích ăn thịt lộc quần thú, chúng ta cũng không cần trốn xa như vậy. Tình huống bình thường, thứ này đối với nhân loại không phải không có ảnh hưởng quá lớn hay sao? Sau khi hết khiếp sợ, Lạc Trúc lại kỳ quái. Kiến phệ hồn là khắc tinh của Vu hồn sư, nhưng đối với nhân loại bình thường lại không có bất kỳ biện pháp nào, thoạt nhìn quỷ dị cũng chỉ là khiến cho người ta buồn nôn mà thôi. Vì sao bọn họ trực tiếp lùi đến hơn mấy trăm thước? Đối với chúng ta thì không ảnh hưởng, nhưng không nên quên, thứ này ngoại trừ cắn nuốt hồn phách, còn cắn nuốt linh khí. Trận pháp vận chuyển, tiêu hao lớn nhất chính là linh khí. Trương Huyền nói tiếp. Trận pháp. Mọi người sửng sốt, đồng thời đồng tử co lại, vội vàng đồng loạt nhìn lại về phía trước. Nguy rồi. Nhìn thấy được yêu thần thú mở mắt, lúc này hàn đường chủ cũng ý thức được điểm không bình thường, đồng tử co lại, toàn thân căng thẳng. Kiến vệ hồn ẩn nấp dưới đất, hắn cho dù là thuần thú sư không có cách nào phát hiện, nhưng yêu thần thú lại khác. Linh thú trời sinh lại mẫn cảm đối với hoàn cảnh, đây cũng là hang ổ của nó có cái gì đi tới, làm sao nó không biết được. Xem ra nó nhất định là biết thứ này sẽ bị lộc quần thú thu hút, có thể cắn nuốt linh khí, lúc này mới không có sợ hãi, không giấy rụa cũng không quấy rối, trái lại nhắm mắt lại chờ. Một khi linh khí của trận pháp bị kiến vệ hồn cắn nuốt, chẳng khác nào xe ngựa mất đi ngựa, không có động lực, còn vận chuyển thế nào. Nghĩ tới những thứ này, vội vàng phân phó. Nhanh tăng thêm lực lượng, gia cố trận pháp. Còn chưa nói dứt lời, liền nghe được một tiếng hét lớn phẫn nộ. Hai chân yêu thần thú bị bao vây, đột nhiên chấn động mạnh một cái. Ầm. Um, dây xích linh khí khóa nó lại, giống như là bị cái gì đó cắn đứt, trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó một khí thức cường đại đến cực điểm, từ nguyên liệu trên thân linh thú phát ra, hai cánh vỗ mạnh, trực tiếp bay ra. Vù. Trận pháp hoàn toàn bị phá hủy, sương mù dày đặc trước mắt mọi người trong nháy mắt biến mất ngay sau đó liền thấy cái bóng cực lớn của yêu thần thú xuất hiện ở trước mặt đám người hồ trưởng lão vừa chạy qua gào một tiếng gầm tức giận hai cánh kích phát gió mạnh gào thét cái gì đám người hồ trưởng lão còn chưa kịp phản kháng đã bị đánh trúng trực tiếp bay ngược ra người trên không chung máu tươi điên cuồng phun ra linh thú hóa phàm tứ trọng đỉnh phong vốn lại cường đại hơn so với nhân loại cùng cấp bậc hơn nữa vừa rồi bị bắt nhốt ép khuất phục trong lòng nó buồn bực lửa giận chất chồng, có trạng thái cuồng bạo. Mấy người làm sao có thể đỡ nổi? Chỉ một chiêu, mấy người liền cùng lúc bị thương. Đáng giận, không nghĩ tới con thú này hung mãnh như vậy, tình cảm ba năm qua hoàn toàn không để ý, sắc mặt Hàn Đường chủ tái xanh, cánh tay giơ lên. Một thanh trường mâu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn tuy là thuần thú sư, thực lực bản thân cũng người phần cường đại, từ lâu đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Trường mâu vừa ra, chân khí như mưa, lập tức hóa thành một con rồng dài, trực tiếp đâm về phía yêu thần thú. Đối mặt với công kích, yêu thần thú cũng trốn không nhiều, thân thể trực tiếp lên nghênh đón. Đinh, trường mâu sắc bén vô cùng, rơi vào trước ngực yêu thần thú, thậm chí ngay cả da cũng chưa từng đâm rách, càng chưa nói tổn thương được đối phương. Phòng ngự thật mạnh. Đám người Trương Huyền, tái các chủ nhìn nhau, đồng thời trợn tròn hai mắt. Sớm biết rằng con linh thú này mang huyết mạch long tộc, phòng ngự vô địch, binh khí bình thường rất khó đâm thủng. Nhưng Hàn Đường chủ cầm binh khí ra một đòn toàn lực, ngay cả một dấu vết cũng chưa từng lưu lại, thực sự khiến cho bọn họ chấn động kinh ngạc. Thảo nào nó có thể nổi tiếng trong toàn bộ vương quốc liên minh, vương thất bao vây tiêu diệt nhiều lần, cũng làm không được. Quả thật đáng sợ. Gào. Trong ngực ngăn cản trường mâu, yêu thần thú đột nhiên giết gào, âm thanh cuồng bạo, giống như gió bão mưa xa, gào thét lao đến. Hàn đường chủ đứng mũi chịu sao, mặc dù đạt được hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, vẫn cảm thấy có phần đầu choáng mắt hoa, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Phần phật, gào thét xong, cánh khổng lồ của yêu thần thú chợt đảo qua. Bụi bặm trên mặt đất bay lên, vẽ ra một vết nứt khổng lồ. Hàn đường chủ vội vàng quay mâu về phòng ngự, chỉ có điều, lực lượng của hắn làm sao có thể chống đỡ nổi đối phương. Chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dần, toàn thân giống như là quả bóng cao su bị đá vậy, bay ngược ra. Phụt, người trên không chung, máu tươi lại phun trào, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Lẽ nào, thuần thú sư nhị tinh kia, đã sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện như vậy. Ngực kích động, nội tảng lắc lư, toàn thân khó chịu sắp nổ mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. chương 853, Hàn Đường Chủ Tuyệt Vọng 1 Vừa rồi, thuần thú sư nhị tinh kia khiến cho hắn buồn bực không thôi, thấy sắp nướng lộc quần thú, khuyên một câu, dẫn theo mọi người xoay người rời đi, rất sợ chọc vào phiền phức. Vốn tưởng rằng người này ăn nói bừa bãi, nói chuyện giật gân, không nghĩ tới đúng là đụng phải phiền phức. Chẳng lẽ, vừa rồi hắn lại nhìn ra, sẽ gặp phải kiến phệ hồn, cũng biết trước trận pháp sẽ bị phá hỏng, xuất hiện cục diện bây giờ. Không thể như vậy được, kiến phệ hồn số lượng rất hiếm hoi. Ngay cả ta, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Hắn một thuần thú sư nhị tinh chưa đầy 20, làm sao có thể biết được? Tuy rằng cảm thấy có khả năng, hắn vẫn không thể tin được. Kiến Phệ Hồn, thiên địch của Vu Hồn sư thời kỳ thượng cổ, từ lâu đã mất tích không biết bao nhiêu năm, hoàn cảnh sinh hoạt, đặc trưng nơi ở lại, càng không thể nào biết được. Làm sao có thể chỉ qua nói mấy câu nói, mấy phút ngắn ngủi, lại nhìn ra những điều này? Nếu thật có loại thủ đoạn này, đừng nói nhị tinh, sợ rằng tứ tinh, ngũ tinh cũng có thể. Những ý nghĩ này lóe lên ở trong đầu liền biến mất. Cho dù muốn miệt mài theo đuổi, trên phương diện thời gian cũng không cho phép. Lưng hắn chợt ưỡn thẳng, cố nén phiền muộn trong ngực, hạ xuống trên mặt đất, trường mâu trong tay run lên, nhìn man thú cực lớn cách đó không xa. Yêu thần huynh, chúng ta ở chung ba năm, hẳn đã biết bản tính và cách đối xử của ta, tuyệt đối không có ý hại huynh. Ta thấy không bằng như vậy, ngày hôm nay dừng lại ở đây chúng ta tiếp tục qua lại công bằng ngươi ngươi dừng tay thế nào còn tới còn chưa nói dứt lời chỉ thấy cái bóng cực lớn lại xuất hiện ở trước mắt móng vuốt vung lên bổ xuống âm um, trường mâu nhất thời phủ kín thân thể lại lui về phía sau tuy rằng đều là hóa phàm tứ trọng đỉnh phong nhưng thực lực của hắn so sánh với đối phương tranh lệch vẫn còn rất lớn căn bản không phải là đối thủ không nên ép ta Lẽ nào người nghĩ rằng ta dựa vào đại trận vừa rồi kia, lại tới thuần phục ngươi, không có con át chủ bài khác sao? Bị liên tục công kích, ngực khó chịu, Hàn Đường chủ phẫn nộ gầm một tiếng. Chỉ có điều, tiếng hô còn chưa có kết thúc, hắn đã bị một cánh yêu thần thú lại đập trúng, toàn thân bay ngược vài vòng, rơi tới Thất Biên Bát Đảo. Lúc này trong lòng Hàn Đường chủ đầy phiền muộn. Nói thật đi, sớm biết rằng nướng lộc quần thú sẽ đưa tới kiến phệ hồn, phá hủy trận pháp đánh chết hắn cũng không làm như vậy. Lần này hay rồi, thịt lộc quần thú bị ăn không còn một mảnh không nói, con linh thú này cũng gần như phát nổ, nói cái gì cũng không có tác dụng, xem ra không đánh chết hắn, thề không bỏ qua. Không nhịn được, hắn quay đầu nhìn về phía thuần thú sư nhị tinh vừa rồi và đám người tái các chủ. Vừa nhìn xuống, hắn thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy một đám người đứng ở chỗ cách đó mấy trăm thước, người thanh niên vừa rồi đầy vẻ nhàn nhã nhìn qua vừa nhìn vừa về phía căn dặn mấy người trẻ tuổi phía sau hắn thấy được không đây là hậu quả không nghe người khác nói sau này các người ra ngoài lang bạt nhất định phải chú ý tiếp thu ý kiến nhiều hơn không thể bảo thủ nói chung không nên học tập hắn ừ còn nữa chiêu của hắn vừa rồi thoạt nhìn rất tốt trên thực tế là nét bút hỏng nếu có thể sớm ra chiêu nửa lần hít thở yêu thần thú tất nhiên bị quấy nhiễu sử dụng chiêu số thành như vậy, nói rõ võ kỹ của hắn cũng không ra sao. Các ngươi sau này phải cố gắng tu luyện võ kỹ, đừng ngày ngày nhớ thuần phục cái này, thuần phục cái kia. Ba năm đều tiêu hao ở chỗ này, còn không bằng rèn luyện thực lực của mình, so với cái gì cũng mạnh mẽ hơn. Người thanh niên vừa mở miệng, vừa đánh giá. Không nghe còn tốt, nghe xong những lời này, hàn đường chủ chỉ cảm thấy lông mày giật loạn, ngay cả tâm tư muốn bóp chết đối phương cũng có trời à, ta là một cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, đường chủ là đường chủ thú đường, thế nào đến trong mắt của một tiểu tử giống như ngươi, cái gì cũng không tốt. Không đúng tí nào, chỉ có điều, khiến cho hắn càng buồn bực là, thế nào nghe một hồi, hình như tất cả lời đối phương nói đều chính xác. Cho dù hắn muốn phản bác, cũng không biết nói từ đâu. Người này cổ quái, chờ đối phó xong yêu thần thú, lại cố gắng hỏi thăm tái các chủ một chút. Lúc này, có ngốc hắn cũng biết, người thanh niên này không đơn giản. Trước đó nói ra lời kia, nhất định là sớm nhìn ra cái gì, mà không phải là giả vờ giả vịt. Chỉ có điều, bây giờ không phải là thời điểm giàu dĩ. Thân thể thoáng lắc một cái, tránh thoát công kích của yêu thần thú, hắn ngẩng đầu nhìn qua. Yêu thần huynh, nếu huynh không đồng ý, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong hắn hít sâu một hơi, hai cánh tay chấn động. Vừa rồi, hắn vừa đánh vừa lui, lúc này đã đi tới trước mặt đám người hồ trưởng lão, cùng bọn họ hình thành một chỗ đứng đặc biệt. Tuy rằng trước đó, đám người hồ trưởng lão bị yêu thần thú đánh bay, lại không tổn thương đến căn bản. Điều tức một lát bọn họ đã hoàn toàn khôi phục, lúc này nghe được lời hắn nói, tất cả lập tức đứng ngay ngắn vào vị trí, đồng thời lấy ra binh khí. Trong một tiếng, ầm, khí tức sông lên mây, một trận pháp hợp kích thành hình. Là trận pháp mấy người kia lúc trước sử dụng, chỉ có điều càng cao thâm hơn, Uy lực lớn hơn nữa. Phía xa, Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn, không nhịn được gật đầu. Vừa vặn có cơ hội nhìn thấy được cường giả cấp hóa phàm tứ trọng chiến đấu, đương nhiên giảng giải cho Triệu Nhã bọn họ một chút. Nếu không, các nàng làm sao có khả năng tiến bước? Đúng vậy, trận pháp này có thể phát huy đầy đủ sở trường của từng người, khiến cho lực chiến đấu bất chợt tăng lên không chỉ gấp đôi. Kim Tòng Hải gật đầu vừa rồi hắn đã giao đấu cùng mấy người thanh niên thi triển trận pháp này, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực lại cao hơn bọn họ rất nhiều, muốn thắng được, khẳng định không dễ dàng như vậy. Mấy vãn bối cũng lợi hại như vậy, những lão già chìm đắm trong trận pháp thời gian dài hơn, lại thêm thực lực mạnh hơn, uy lực tất nhiên càng cường đại hơn. Nếu như mới vừa rồi là bọn họ thi triển, đừng nói hai chúng ta, cho dù bốn, tám người, cũng chỉ có phần bị ngược, hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng tai các chủ liếc mắt thoáng nhìn cũng không nhịn được xúc động trước đó hai người bọn họ liên hợp phá trận áp chế mấy người thanh niên cũng không phải là bởi vì trận pháp không tốt mà là thực lực bọn họ cao hơn đối phương quá nhiều hơn nữa mấy người đối với trận pháp hợp kích không quen mà Hàn Đường chủ và đám người hồ trưởng lão lại không giống vậy biết rất rõ ràng ở trên trận pháp chìm đắm trí ít mấy năm nhất cử nhất động tự dẫn pháp luật phối hợp cũng càng thêm xảo diệu ngay từ lúc đầu thi triển, lại phát sinh uy lực không lớn, đối với yêu thần thú xông tới, lại tạo thành áp lực cực lớn. Hóa ra hắn thật sự dựa là cái này, sợ rằng 3 năm trước đây sau khi thuần phục thất bại, liền bắt đầu luyện tập, mới có loại uy lực và hiệu quả này. chương 854, Hàn Đường Chủ Tuyệt Vọng 2 Cảm thán một câu, tái các chủ tiếp tục nói. Khốn trận tuy rằng lợi hại, nếu như đối phương dẫu có chết không theo, đến chết không đáp ứng thì sao? Nói thật, nếu muốn thuần phục nó, lại không dám thật sự giết nó. Vừa rồi hắn lại có chút kỳ quái, hàn đường chủ có phải còn có con át chủ bài nào đó hay không? Hiện tại xem ra, chính là cái này. Mấy người phối hợp hình thành trận pháp, uy lực vô cùng. Liên hợp lại, sợ rằng cường giả hóa phàm ngũ trọng sơ kỳ, cũng có thể đánh một trận. Đối phó một con yêu thần thú chỉ có tứ trọng đỉnh phong, tự nhiên vấn đề không lớn. Người cho rằng, bọn họ có thể thắng hình như nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Trương Huyền cười khẽ. Bọn họ phối hợp chặt chẽ, luyện tập không biết bao nhiêu lần, hơn nữa uy lực cực lớn, chắc hẳn là có thể hoàn toàn áp chế yêu thần thú. Tái các chủ nói, hắn là cường giả hóa phàm tứ trọng, đối với người thực lực như vậy có thể phát huy ra lực chiến đấu rất mạnh, biết rất rõ ràng. Cái trận pháp hợp kích này ảo diệu vô cùng, có thể phát huy ra toàn bộ ưu điểm của mọi người, yêu thần thú cho dù cường đại nữa, muốn thắng được, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chắc là vậy sao? Trương Huyền lắc đầu. Hắn nắm con át chủ bài, yêu thần thú lẽ nào sẽ không có. Nếu như một trận pháp hợp kích là có thể ngăn chặn, mấy năm nay nó đã sớm bị liên minh vạn quốc chém giết. Trước đây liên minh phái ra mấy vị cao thủ bao vây tiêu diệt, chưa từng thành công. Một trận pháp của Hàn Đường chủ đã múa ý thành công, cũng quá coi thường nó. Lại nói, trên thực tế đây là một sát trận có thể bao vây chém giết tiêu diệt người hoặc sinh linh ở trong đó hắn một lòng muốn thuần phục không dám hạ sát thủ khắp trốn đều bị cản tay làm thế nào có thể phát huy ra uy lực lớn nhất hắn học tập xong trận pháp thiên đạo lý giải đối với trận pháp đạt tới cảnh giới cực cao trận pháp hợp kích của mấy tuy rằng không gọi ra tên lại có thể nhìn ra rõ ràng là một sát trận phối hợp dùng để giết địch hiện tại Hàn Đường chủ một lòng muốn thuần phục yêu thần thú không hạ sát thủ sát trận sử dụng làm khốn trận uy lực giảm đi rất nhiều thất bại chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi quả nhiên giống như lời hắn nói vừa mới bắt đầu đám người hàn đường chủ vẫn chiếm thượng phong càng về sau bất kể yêu thần thú phòng ngự hay xông tới mọi người bắt đầu tháo chạy phụt 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 mấy phút sau mấy lão già lần lượt bị cánh quét chúng máu tươi chảy như điên bản thân bị trọng thương ầm uhm, hàn đường chủ đã ở dưới một công kích của nó trường mâu tuột khỏi tay, nặng nề ngã trên mặt đất. Vù, phá hỏng trận pháp, yêu thần thú càng tức giận, móng vuốt cực lớn đạp xuống hàn đường chủ đang nằm dưới đất. Lần này, giống như ném núi, lực lượng 10 phần. Nếu thật sự bị đạp chúng, cho dù thực lực hàn đường chủ cường thịnh mấy đi nữa, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi cái chết. Ngươi, nhìn thấy được một chiêu uy mãnh như vậy, hàn đường chủ cố nén đau đớn trên người, bất chợt đứng phát dậy, Chân khí ở hai tay tuôn ra, tiến lên nghênh đón. Âm, um, móng vuốt và bàn tay của hắn va chạm vào nhau, hai người rằng co trên không chung. Lại ở thời điểm hàn đường chủ cảm thấy đối lực lượng móng vuốt của phương càng lúc càng lớn, toàn thân bất cứ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi, bị dẫm lên thành bánh thịt, liền nghe được một giọng nói lo lắng vang lên. Vẫn mong trương sư mau ra tay cứu hàn đường chủ. Người nói chính là tái các chủ. Kết giao nhiều năm. Hắn tất nhiên không muốn bạn lâu năm chết ở trước mắt. Nhưng hắn đối với thực lực của mình cũng biết rất rõ ràng. Ngay cả bằng hữu cũ cũng không bằng, hắn làm sao có thể địch nổi vị quái vật lớn trước mắt này. Vì vậy, hắn chỉ có thể thỉnh cầu vị Trương sư này ra tay. Thực lực của Trương Huyền tuy rằng còn xa mới bằng hắn, nhưng trải qua những ngày chung đụng này, thủ đoạn kinh người, có thể lại sẽ có biện pháp gì có thể cứu người. Ta cũng không phải là đối thủ của con yêu thần thú này, cứu thế nào? lập tức giọng nói của người thanh niên vang lên nghe nói như thế trong mắt hàn đường chủ tràn ngập sự tuyệt vọng vốn tưởng rằng ba năm ở chung yêu thần thú sẽ nhớ tình xưa lại làm mấy thủ đoạn chuẩn bị lần này khẳng định có thể thành công hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nó quá mức cường đại căn bản không chống đỡ được người nhất định có biện pháp nếu không yêu thần thú giết chết hàn đường chủ nhất định sẽ động thủ với chúng ta tái các chủ sốt ruột nói à, biện pháp thật ra có. Giọng nói của người thanh niên khe khẽ vang lên. Biện pháp gì? Trong giọng nói của tái các chủ mang theo sự kích động. Toàn thân hàn đường chủ cũng căng thẳng, hình như lại có động lực, lỗ tai dựng thẳng lên, muốn nghe thử rốt cuộc là phương pháp gì. Rất đơn giản, bảo nó thả người không phải được rồi sao? Người thanh niên nói. Phụt! Hàn đường chủ phun ra một ngụm máu tươi, càng tuyệt vọng hơn. chương 855, thuần phục yêu thần thú một. Thả người. Ai cũng biết bảo nó thả người là biện pháp trực tiếp nhất. Nhưng, người xem khí thế của nó hung hăng, bộ dạng muốn ăn thịt người, có thể thả ra sao? Vây khốn người ta, sử dụng trận pháp hợp kích động thủ, đã sớm kết làm tử thù. Hiện tại nó hận không thể giết chết hắn sau đó sảng khoái. Thả, đua gì thế? Vốn tưởng rằng người thanh niên này có thể đoán trước được kiến phệ hồn, vừa rồi còn chỉ điểm giang sơn, Lời thề son sắt, thật sự có thể có biện pháp tốt cứu mình. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại nói lời không đáng tin như thế. Cùng với chờ yêu thần thú buông tha hắn, còn không bằng trực tiếp chờ bị đánh tới chết. Vẻ mặt yêu thương, Hàn Đường chủ đang cảm thấy không có hy vọng nữa, lại nghe câu hỏi của tái các chủ tiếp tục vang lên. "Thả người, cần phải làm cái gì, ta hiện tại liền chuẩn bị." "Không cần chuẩn bị, thuần phục con vật lớn này trở thành thú sủng, dĩ nhiên là nghe lời." giọng nói khe khẽ của người thanh niên lại truyền đến. Thuần phục, trở thành thú sủng. Trước mắt hàn đường chủ tối sầm, chợt cảm thấy không còn lưu luyến cuộc sống nữa. Hắn tốn tròn ba năm, ném bảo vật cho yêu thần thú, cũng trồng chất thành núi, lại dùng các loại bảo vật lộc quần thú, linh thạch trung phẩm làm thứ trao đổi, đối phương nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Người thì hay rồi, mở miệng đã nói thuần phục, nếu thật sự đơn giản như vậy, ta có thể bị dẫm ở chỗ này, sắp tắt thở sao? thôi đi, đừng hy vọng vào người này nữa, vẫn là ta tự nghĩ biện pháp. Biết người thanh niên này không đáng tin cậy, trong cơ thể hàn đường chủ trật tuôn ra một lực lượng, muốn đẩy móng vuốt của đối phương ra. Kết quả vừa dùng sức, hắn lại cảm thấy lực lượng của yêu thần thú cũng đột nhiên tăng mạnh. Âm âm, sóng khí cuồn cuộn, toàn thân hắn mềm nhún, bị dẫm đến lún xuống mặt đất sâu tới nửa thước, gương mặt đầy bụi bặm. Phụt, máu tươi lại phun ra, dưới trùng kích mãnh liệt, thương thế trên thân thể nặng thêm, toàn thân có chút mê muội. Không nghĩ tới thuần thú không thành, cuối cùng chết ở chỗ này. Trong lòng sinh ra một cảm giác thê lương, cả đời giao tiếp với đánh thuần thú, vốn tưởng rằng sử dụng ra rất nhiều thủ đoạn, con vật lớn này nhất định sẽ trở thành thú sủng của hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng tự nhiên chết ở dưới móng vuốt của đối phương, hơn nữa còn là bị cứng rắn giết chết. Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy ủy khuất lại ở thời điểm hắn nhắm mắt đợi chết, cảm thấy không còn luyến tiếc cuộc sống, liền nghe được một tiếng kêu giống như bò, lại vừa giống như âm thanh của tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy móng vuốt đè ở trên người, trong nháy mắt biến mất. Ở trên người xoa hai cái, phát hiện mình còn sống. Yêu thần thú hận không thể khiến mình trở thành bánh thịt, quả thật lấy móng vuốt ra. Lúc này hắn mới mở mắt, không nhịn được nhìn lại. Vừa nhìn xuống, toàn thân hắn nhất thời co rút, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Đây, đây, môi co giật, mắt trợn trừng sắp rơi ra khỏi viền mắt, hàn đường chủ dường như nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức lại sắp không chịu nổi. Chỉ thấy ngay phía trước, yêu thần thú vừa rồi khí thế hung hăng, muốn giết chết mình, sau đó sảng khoái, cao ngạo không kềm chế được, dẫu có chết cũng không khuất phục, lúc này đang ngoan ngoãn ghé vào trước mặt một bóng dáng, đầu ép sát mặt đất, đầu lưỡi lớn không ngừng liếm đế giày đối phương, vẻ mặt cung kính và lấy lòng, giống như một con chó nhật thuần phục nhiều năm nhìn thấy chủ nhân, đáng khinh nói không nên lời. Tình huống gì? Nó không phải cao ngạo tới cực điểm, thể sống chết không theo sao. Không phải lại đồ ăn ngon nữa, cũng không có cách nào khiến cho nó dao động sao. Thế nào trong thời gian nháy mắt lại liếm đế giày của người ta? Hơn nữa, ánh mắt của người đây là cái gì? Vẻ mặt tôn kính và sùng bái, nước miếng còn chảy ròng ròng, hận không thể liếm cả cái đế giày khác của người ta. Có thể có chút phẩm hạnh hay không? Dùng sức rụi rụi con mắt, đang cảm thấy là mình không phải nhìn nhầm, hàn đường chủ chỉ thấy bóng người đối diện, vẻ mặt không nhịn được đạp một cước vào cái mặt lớn của yêu thần thú. Lăn sang một bên ăn cỏ đi, làm bẩn hết cả giày của ta rồi. Phụt! Hàn đường chủ thoáng lảo đảo một cái. Yêu thần thú cung kính như thế, người tự nhiên đạp nó, còn bảo nó ăn cỏ. Nó lại là động vật ăn thịt, làm sao có thể ăn cỏ hắn đang do dự lại thấy yêu thần thú cao ngạo vô cùng hoàn toàn không có chút do dự nào đầy hưng phấn điên cuồng chạy đến một bên mở miệng rộng không ngừng xé rách cỏ xanh trên mặt đất nhai say sưa rất sợ người khác cướp của nó bốp rất sợ là mình đang nằm mơ hung hăng tát mình một cái cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho hắn tỉnh táo một ít hắn lại nhìn lại vẫn nhìn thấy được yêu thần thú đang cong mông lên ra sức đối nghịch với cỏ xanh ta ích đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không ngừng nắm tóc hàn đường chủ hoàn toàn hôn mê bóng dáng cách đó không xa này hắn nhìn thấy rõ ràng chính là thuần thú sư nhị tinh vừa rồi nói mạnh miệng trương huyền kia thuần phục ba năm đối phương thờ ơ còn một lòng muốn giết chết mình người này chỉ giống lên một tiếng nó lại quay ra liếm giày lại ăn cỏ xanh còn có thiên lý hay không rốt cuộc mình là thuần thú sư tứ tinh hay là đối phương mới phải Chẳng lẽ Tài các chủ cung kính đối với hắn Là vì cái này Đột nhiên một ý nghĩ xông ra Tài các chủ đối người thanh niên này cung kính có thừa Trước đó hắn vẫn thấy kỳ quái Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Hiện tại xem ra Sợ rằng người thanh niên này Không chỉ đơn giản là thuần thú sư nhị tinh như vậy Nếu không Làm sao có thể nói một tiếng Yêu thần thú lập tức thuần phục Còn biểu hiện không có tôn nghiêm như thế hắn điều chỉnh hơi thở một chút cố nén đau đớn mãnh liệt đi tới trước mặt đối phương hàn mẫu cảm ơn ân cứu mạng của trương thú sư nếu không nhờ đối phương thuần phục yêu thần thú hắn khẳng định đã chết bất kể nói thế nào ân cứu mạng không thể không báo trương huyền khoát tay áo ta là nể mặt của tái các chủ mới ra tay muốn cảm ơn lại cảm ơn tái các chủ đi nếu không phải nể mặt tái các chủ ai quan tâm tới ngươi vẫn cảm ơn trương thú sư, nếu như ngươi không ra tay, ta khẳng định đã chết. Lại cảm kích nói một câu, lúc này hàn đường chủ mới ôm quyền nhìn qua. Tái các chủ, đa tạ. Bạn cũng nhiều năm, không cần khách khí như vậy. Sắc mặt tái các chủ nhất thời đỏ lên. chương 856, thuần phục yêu thần thú 2. Ta cũng không giúp đỡ được gì, là trương sư thuần phục yêu thần thú. Trương sư, trước đó hắn tuy rằng cũng đã nghe qua tiếng sưng hô này nhưng cho rằng là kêu trương thú sư dù sao trong chiến đấu khoảng cách lại xa nghe không rõ cũng là bình thường lúc này đứng ở trước mặt hắn nghe rõ ràng trong lòng chấn động chẳng lẽ vị trước mắt này còn là một danh sư hay sao ừ trương sư không chỉ là danh sư còn là một vị thuần thú sư nhị tinh dám bảo sư ngô tinh chuẩn trận pháp sư tứ tinh tái các chủ giải thích danh sư ngu tinh dám bảo sư chuẩn trận pháp sư Tứ tinh sắc mặt hàn đường chủ nhất thời đỏ lên trước còn tưởng rằng đối phương chỉ là một thuần thú sư nhị tinh có nhiều khinh thường hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có nhiều chức nghiệp như vậy không nói khác chỉ nói một cái danh sư này là có thể ép tới hắn không ngóc đầu lên được danh sư không cho phép khinh thường và sỉ nhục dám làm như thế cho dù lập tức bị đánh chết cũng không ai dám thay hắn nói thêm một câu Huống gì, còn là dám bảo sư ngô tinh, chuẩn trận pháp sư tứ tinh. Đó là đương nhiên, thiếu gia nhà chúng ta, không chỉ có những nghề nghiệp này. Còn là y sư, luyện đan sư, thi hỏa sư. Thấy hắn bị hù dọa, người béo mập phía sau người thanh niên đi lên phía trước, hừ một tiếng. 7. Chức nghiệp lớn. Hàn đường chủ nuốt nước miếng, môi run rẩy. Một người học tập một chức nghiệp, lại phải tiêu tốn vô số tinh lực, vô số thời gian, người trước mắt này, tự nhiên một thân kiêm bảy chức nghiệp lớn. Liên minh vạn quốc làm sao có thể có một quái thai như vậy? Thảo nào tái các chủ tôn trọng như vậy, nếu như sớm biết những thân phận, đánh chết hắn cũng không dám giả vờ giả vịt. Đúng vậy, thế nào, thiếu gia nhà chúng ta, cứu ngươi một mạng, một câu cảm ơn là xong sao? Người béo mập liếc mắt nhìn qua. Vừa rồi nhìn ngươi thuần phục man thú, cầm ra không ít thứ tốt. Hiện tại mạng của ngươi, ngay cả một con man thú cũng không giá trị vằng. Ta, hàn đường chủ cứng đờ, ân cứu mạng, lớn như trời xanh, chỉ nói một câu lời cảm kích, quả thật có sơ suất không thỏa đáng. Khối linh thạch này vốn là muốn dùng tới để thu hút yêu thần thú, nhân cơ hội thuần phục nó. Lấy khối linh thạch trung phẩm vừa nãy ra ngoài, hàn đường chủ quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn yêu thần thú vẫn cong mông, không ngừng gặm cỏ, biết còn muốn thuần phục, khẳng định không có cơ hội, cắn răng một cái, Đưa tới. Hiện tại không có tác dụng gì, vậy đưa cho Trương sư để báo đáp ân cứu mạng. Người béo mập tiện tay tiếp nhận, bĩu môi. Lại chỉ một khối này. Ta chỉ có một khối. Sắc mặt nhất thời đỏ lên, Hàn Đường chủ nói không ra lời. Linh thạch trung phẩm, toàn bộ liên minh vạn quốc không có được mấy khối. Hắn có thể tìm tới một khối, đã coi như là vận khí rất tốt. Vậy được rồi, một khối thì một khối thấy đối phương không lấy ra được nhiều hơn, Tôn Cường lúc này mới lắc đầu, đưa Linh Thạch về phía Trương Huyền. Thiếu ra. Ừ. Tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Không thể không nói, vị Tôn Cường này quả thật biết tâm tư của hắn, vừa rồi lại coi trọng khối Linh Thạch này. Nếu không, hắn cũng không phải thực sự rảnh rỗi, làm sao có thể vô duyên vô cớ cứu, cứu đối phương. Danh sư cũng cần sinh hoạt, hắn cũng không phải là thánh nhân gì, cứu người, đương nhiên phải báo đáp nếu không thiên hạ nhiều người như vậy muốn hắn cứu còn không phải mệt chết sao linh thạch trung phẩm ta vừa vặn cần lại nhận thì vô lễ yên tâm ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi hiện tại lại giúp ngươi chữa trị thương thế xem như là báo đáp cất linh thạch xong trương huyền nhìn qua giúp ta chữa trị thương thế hàn đường chủ sửng sốt thương thế này của ta có thể chữa trị được sao vừa rồi liên tục bị yêu thần thú hung bạo kích lại sử dụng lực lượng vượt qua năng lực bản thân, nội tạng sai vị trí, thực lực tổn hại lớn. Hắn từng này tuổi, lại thêm tự tin bị công kích, muốn chữa trị tốt, sợ rằng rất khó. Người trước mắt này nói hiện tại chữa trị được, nhất thời vẻ mặt hắn không thể tin được. Ta nói có thể trị hết, đương nhiên có thể trị hết, không muốn trị thì thôi. Trương Huyền xua tay, đương nhiên muốn trị. Nhớ tới thân phận y sư, danh sư của đối phương, hàn đường chủ liền vội vàng gật đầu, đổi lại thành trước kia, nói như vậy, hắn khẳng định không tin. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy được yêu thần thú thuần phục ngoan ngoãn nghe lời, đối vị trước mắt này, đã mang theo sự tôn kính và tín nhiệm. Trương sư, cần dược liệu gì không? Chỗ của ta có không ít. Nhất định phải trị, hàn đường chủ không nhịn được nhìn qua. Mặc dù không phải là y sư, nhưng làm cường giả, đối với một ít thương thế hắn vẫn biết một chút. Thương thế này của hắn, không phải dược liệu mấy trăm năm phối hợp, sợ rằng rất khó có hiệu quả. Mà những dược vật này, hắn ngược lại có một ít. Hắn đang muốn lấy đồ ra, còn chưa nói dứt lời, liền nghe được người thanh niên đối diện mở miệng. Dược liệu, không cần, này, yêu thần thú kia, người qua đây, đánh người này ngất cho ta. chương 857, Phương pháp trị liệu đánh ngất chữa trị một Đánh ngất, không chỉ hàn đường chủ mở to hai mắt nhìn, những người khác cũng không hiểu nguyên nhân, mỗi một người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi không phải muốn giúp chị thương sao? Đánh ngất là có ý gì? Không cần khẩn trương, đây là phương pháp độc môn kìa lão gia nhà chúng ta, phương pháp trị liệu đánh ngất chữa trị. Tôn Cường giải thích, hắn và Dương Sư sau lưng, biết bí pháp độc môn của lão gia. Thiếu gia thừa kế y bát, tất nhiên cũng biết. Mọi người càng không hiểu ra sao. Chữa bệnh thì chữa bệnh, chữa thương thì chữa thương, đánh ngất trị liệu còn có loại phương pháp này sao bộp mọi người còn chưa có kịp phản ứng yêu thần thú đang cong mông ăn cỏ ở một bên chuyển qua một cái đã đi tới nhìn chằm chằm vào hàn đường chủ khiến cho toàn thân hắn sợ hãi trương sư ta thấy đánh ngất thì thôi đi nếu không chúng ta vẫn uống thuốc nhìn thấy được hình dáng nó nghĩ đến vừa rồi thần sắc một lòng muốn giết chết hắn hàn đường chủ không nhịn được nhất thời run rẩy nó sẽ không lấy việc công báo thủ riêng Nói là đánh ngất, trên thực tế là giết chết mình chứ. Vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Không cần phiền phức như vậy, yêu thần thú, xây dưa cái gì, còn chưa động thủ. Trương Huyền nhướng mày. Gào. Nghe được phân phó, hưng phấn kêu dài một tiếng, yêu thần thú, vù, một cái đi tới trước mặt, cánh lớn trực tiếp đánh tới. Ta Hàn Đường chủ khóc, sớm biết rằng phương pháp của ngươi là như vậy, linh thạch tặng không cho ngươi, ta không cần báo đáp. Âm um, vốn đã trọng thương, muốn tránh cũng tránh không được, bị cánh đập trúng gáy, trước mắt tối sầm, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đây, Triệu Phi vu ở một bên, khóe miệng cũng nhất thời co rút, thân thể run rẩy, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn. May mà trước đây người này ở khoảng cách xa, chỉ có thể sử dụng tường đơn thuốc truyền lại phương pháp trị liệu. Nếu không thật sự ở bên cạnh, chẳng phải cũng sẽ bị đánh ngất xỉu sao? Trên thế giới còn có loại thủ đoạn trị liệu này sao? Từ nhỏ nhiều bệnh, nàng đã gặp y sư cao minh nhiều đếm không xuể, nhưng chưa từng nghe nói qua, còn cần đánh người ngất trước mới có khả năng trị liệu. Đây hiếu kỳ, nàng không nhịn được nhìn sang, chỉ thấy Trương Huyền đi nhanh đi tới trước mặt Hàn Đường chủ đã ngất xỉu, đặt tay về phía mạch của hắn. Một lát sau, đứng dậy, cổ tay lật một cái, ngân châm xuất hiện. Vèo 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 vèo, ngân châm bay lượn, trực tiếp rơi vào trên rất nhiều huyệt vị của Hàn Đường chủ ngay sau đó lại một chộp thu hồi ngân châm được rồi trương huyền vỗ vỗ tay đi trở về liếc mắt nhìn tái các chủ đi đánh thức hắn dậy được rồi tất cả mọi người xứng sờ ở tại chỗ mỗi một người giống như choáng váng người đây là trị thương cho hắn không phải là đi qua nhà đâm mấy châm thì xong rồi đám người triệu phi vũ kim tòng hải càng đưa mắt nhìn nhau bọn họ nhìn vị trí mấy ngân châm này không phải huyệt đạo chính là mạng môn, đổi lại thành y sư khác, khẳng định không dám động tới. Cho dù có kỹ xảo gì, bị thương nặng như vậy, đâm vài cái cũng không có khả năng lập tức chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ còn dùng thủ đoạn bọn họ nhìn không hiểu được. Tài các chủ chỉ gặp qua hắn dám định bảo vật, khiến cho bảo bối nhận chủ chưa từng thấy qua hắn cứu người, càng không hiểu ra sao. Chỉ có điều, nếu đối phương nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đi tới trước mặt ấn vào nhân trung một luồng chân khí truyền vào trong khụ khụ hàn đường chủ ho khan một tiếng mở mắt vù bàn tay vỗ trên mặt đất vội vàng lui về sau hai bước trương sư ta không chỉ còn không được sao còn chưa nói dứt lời hắn đột nhiên sửng sốt trợn tròn mắt thân là người tu luyện đối với tình huống trong cơ thể biết rõ ràng nhất vừa rồi bàn tay ấn một cái lại bay lên trời chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn không có ràng buộc, chỉ có một loại tình hình, đó chính là, thương thế đã tốt, làm sao có thể. Đầy nghi ngờ, bàn tay dơ lên trời cao chộp một cái. Không khí thành hình, trong nháy mắt ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ. Bàn tay không khí chiết xạ, giống như nước của một nước sông, biển, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nghiêng ra. Đại Nhật cầm hải thủ, đường chủ, ngươi, tốt rồi. Nhìn thấy được động tác của hắn, không chỉ đám người tái các chủ nghi ngờ, mấy lão già trước đó cùng với hắn bầy trận còn mở to hai mắt nhìn, hít thở dồn dập. Đại Nhật cầm hải thủ võ kỹ linh cấp trung kỳ, vô cùng cường đại. Nếu không đủ chân nguyên và lực lượng, không có khả năng thi triển ra. Hàn đường chủ làm nòng cốt nhất của trận pháp, cùng yêu thần thú đối chiến, đứng mũi chịu sao, dựa theo đạo lý, thương thế còn muốn nặng hơn so với bọn họ vài phần. Hiện tại đám người mình đứng lên cũng khó khăn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Đối phương lại vừa ra tay thi triển ra võ kỹ chỉ khi thân thể hoàn hảo mới có khả năng đánh ra. Có cần khoa trương như vậy hay không? Thương thế lành, đồng tử trợn tròn, hàn đường chủ cũng đầy vẻ không thể tin được. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, cổ tay hắn lật một cái, trường mâu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng rung lên. Ông, chân ý của binh khí bắn ra, đâm vào trên một nham thạch cực lớn cách đó không xa ầm ầm tảng đá nổ thành bụi phấn đá vụn bắn ra khí tức thông suốt chân ý không thiếu sót đường chủ ngươi nội thương của ngươi trước đó cũng tốt rồi hồ trưởng lão môi run rẩy bọn họ một đám trưởng lão thuần phục thú đường sở dĩ cam tâm tình nguyện giúp đỡ đường chủ bắt yêu thần thú không tiếc bị thương không phải bởi vì mệnh lệnh địa vị mà là nhân phẩm của đường chủ năm đó vì giúp bọn họ thuần phục linh thú hắn từng tiến vào sâu bên trong đầm lầy bị một loại độc trùng cắn bị thương. Từ đó sau, kinh mạch trong cơ thể tích tụ, sinh ra bệnh kín, dẫn đến chân ý của binh khí, ở bên trong thân thể không có cách nào nối liền, đối với tu luyện binh khí cũng đến lúc này kết thúc. Nếu không phải như vậy, dựa vào thiên phú và thực lực của Đường chủ, cho dù không thuần phục yêu thần thú lại như thế nào, vẫn có thể thắng được La Minh, không đến mức lao tâm lao lực, tốn công phu lớn như vậy. Đường chủ vì bọn họ, chưa bao giờ muốn thủ lao bọn họ vì đường chủ, tất nhiên cũng cam tâm tình nguyện. Cho dù mệt mỏi nữa, bọn họ cũng tu luyện trận pháp hợp kích, chưa bao giờ có nửa câu oán hận. chương 858, Phương pháp trị liệu đánh ngất chữa trị 2 Vốn tưởng rằng, đường chủ đời này ở trên phương diện binh khí, lại không có cách nào thăng cấp. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôn mê một chút, bị đâm mấy châm, sau đó không phải đại nhật cầm hải thủ, chính là chân ý của binh khí. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nội thương của ta tốt rồi. hồ trưởng lão nhìn ra, hàn đường chủ làm sao không hiểu rõ, vội vàng nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. a, à, thấy người có vấn đề, tùy tiện trị một chút, không cần lại thêm tiền. trương huyền tùy ý khoát tay áo, vừa rồi đối phương thi triển võ kỹ, trong đầu đã sớm hình thành sách. sở dĩ giả vờ giả vịt sờ lên một cái, sau đó lại đánh cho hắn ngất, chính là không muốn để cho bí mật chân khí thiên đạo bị lộ trong đầu hình thành sách, nội thương của đối phương cũng xuất hiện. Nếu chữa thương, tất nhiên phải chỉ tốt, không thể chỉ chữa trị phân nửa. Nói trắng ra là một dạng trước đây hắn đã chữa trị không ít người, kinh mạch bị kịch độc làm bế tắc. Chân khí thiên đạo vừa niệm là thuốc, vừa niệm là độc, giải quyết cái này đơn giản đến cực điểm. Thuận tiện, viên mắt nhất thời đỏ lên, hàn đường chủ thiếu chút nữa phát điên rồi. Nội thương này của hắn, tìm người nghiệp đoàn y sư khắp vạn quốc thành, cũng không có cách nào. Bởi vì vào thời điểm đang thi triển chân ý của binh khí, kịch độc xâm nhập thân thể. Tuy rằng độc được giải quyết, kinh mạch lại bế tắc, cũng không có cách nào khôi phục. Mình ngay cả nói cũng chưa từng nói qua, vị trương sư này không chỉ hỗ trợ chữa thương, còn thuận lợi chữa trị tốt. Có cần ác như vậy hay không? Hồ trưởng lão, ta, ta hôn mê bao lâu? Đột nhiên, xuất hiện một ý nghĩ, hắn không nhịn được nhìn qua chữa trị tốt tất cả thương thế trên người hắn, thậm chí ngay cả nội thương cũng tìm được, trị liệu hoàn tất, chắc hẳn là tốn thời gian lâu. Một canh giờ, hai canh giờ, thậm chí một ngày. Bao lâu, từ khi bị đánh ngất đến bây giờ, chắc khoảng một phút. Hồ trưởng lão tính một chút. Một phút, hàn đường chủ thoáng lảo đảo một cái. Hắn tỉnh chỉ ít cũng nửa phút, nói cách khác, từ khi hôn mê đến khi đối phương chẩn đoán bệnh chữa trị tốt thương thế, tối đa, nửa phút, nhìn thế nào, có thể chữa trị tốt thương thế của ta, tất nhiên cũng có thể trị hết cho bọn họ. Cố nén khiếp sợ và kích động trong lòng, ánh mắt nhất thời sáng lên, hàn đường chủ vội vàng nhìn về phía trước. Trương sư, hồ trưởng lão bọn họ đều vì chuyện của ta bị thương, hy vọng có thể ra tay trị liệu, ta vô cùng cảm kích. Mấy vị trưởng lão này, cũng là vì hắn biến thành như vậy. Thương thế của hắn tốt, tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mọi người toàn thân vẫn đau xót thiếu gia nhà chúng ta là y sư lợi hại, ra tay chữa bệnh, là cần tiền khám bệnh. Tôn Cường bước lên trước. Cái này ta biết. Hàn đường chủ liền vội vàng gật đầu, cổ tay lật một cái, lấy ra mấy nghìn khối linh thạch thu hút yêu thần thú trước đó. Trước mắt xuất hiện linh khí trong suốt sáng chói, giống như nước thủy triều. Những linh thạch này tuy rằng chân quý, nhưng so với tính mạng của một đám bằng hữu cũ, không đáng kể chút nào. Được rồi, bàn tay phủ lấy linh thạch thu vào chiếc nhẫn chữ vật trương huyền nhìn về phía hồ trưởng lão trước phương pháp ta chữa bệnh ngươi vừa rồi chắc hẳn đã nghe nói nghe được hồ trưởng lão liền vội vàng gật đầu ta biết nên làm như thế nào nói xong hắn xoay người nhìn về phía yêu thần thú tới đánh ta đi dùng sức đánh ta đi ta chịu được mọi người trương huyền thoáng lảo đảo em gái ngươi chỉ cần ngươi ngất xỉu là được làm gì nói với một linh thú sắc tình như thế. Khụ khụ, thật ra không cần nó động thủ, bản thân ngươi ngất xỉu cũng được, chỉ cần là đã bất tỉnh, ta có thể trị liệu. Cô nén kích động muốn nôn ra máu, Trương Huyền nói. Chỉ cần ngất đi là được. Hồ trưởng lão sừng sốt, trước mắt Hàn Đường chủ tối sầm. Sớm biết rằng đơn giản như vậy, làm gì phải bảo nó ra tay, thiếu chút nữa thì một cánh đánh ta tắt thở. Được rồi, xác nhận phương pháp trị liệu, hồ trưởng lão cũng không do dự nữa, cắn răng một cái, bàn tay vươn ra, lại vỗ xuống chán. Bịch, trước mắt tối sầm, hắn hôn mê bất tỉnh. Trương Huyền đi tới trước mặt, một lát sau, người này tỉnh lại, nhảy lên một cái, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Tới lượt ngươi, chữa trị xong cho hồ trưởng lão, Trương Huyền đi tới trước mặt một trưởng lão khác. Trưởng lão này cũng thức thời, thấy hắn đi tới, không cần nhiều lời, trực tiếp đánh về phía chán. Vì vậy, đám người triệu phi vô thấy được một cảnh tượng rất quỷ dị. Mỗi một thuần thú sư hóa phàm tứ trọng danh tiếng chấn động vạn quốc thành, thấy hắn đi tới trước mặt, lập tức vỗ chán ngất đi. Sau đó, bị đâm mấy châm, vui vẻ, hưng phấn không kìm chế được. Nhanh như vậy sao? Hàn đường chủ lúc này mới nhìn rõ phương pháp và tốc độ chữa bệnh của đối phương, cổ họng chợt khô khốc. Tuy rằng trước đó đã nghe nói đối phương trị liệu nhanh, nhưng tận mắt nhìn thấy được, hắn vẫn là bị dọa sợ đến mức sắc mặt xám ngắt. Hắn tính toán một chút, từ khi các trưởng lão ngất xỉu, sau đó đến rút ra ngân châm, tổng cộng không đầy 20 lần hít thở. Không đến 20 lần hít thở, chữa trị xong thương thế nặng như vậy, còn làm cho hắn đứng dậy, hành động như bình thường, khôi phục thực lực. Y sư hắn không hiểu nhiều, nhưng phương diện thuần thú hắn lại biết rất rõ. Một tiếng quát lớn, khiến yêu thần thú Cam Tâm Tình nguyện thuần phục bảo ăn cỏ liền ăn cỏ. Sợ rằng thực lực, chỉ ít đạt tới. Ngũ tinh, thuần thú sư ngũ tinh, vô cùng có khả năng còn là y sư ngô tinh. Người này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? chương 859, yêu thần thú đột phá một Mấy phút sau, tất cả thương thế của đám người hồ trưởng lão đều đã tốt. Mỗi một người tinh thần sảng khoái, giống như không bị thương. Cảm ơn trương sư. Mọi người cảm kích một hồi. Tuy rằng đã trả thù lao, có thể nói hai bên không thiếu nợ nhau, nhưng loại y thuật này thật sự khiến cho người ta quá mức chấn động kinh ngạc, vô cùng kỳ diệu, khó có thể tin nổi. Yêu thần thú đã bị Trương sư thuần phục, chúng ta ở lại chỗ này cũng lãng phí thời gian, lại không quấy rầy nữa, từ biệt. Hàn Đường chủ ôm quyền. Mục đích bọn họ tới đây, chủ yếu là thuần phục yêu thần thú. Hiện tại nó đã bị Trương sư thuần phục, tiếp tục ở lại nữa cũng mất đi ý nghĩa. Tuy rằng thuần thú không thành nhưng bệnh kín trong cơ thể khôi phục, cho dù không có yêu thần thú, hắn cũng có tự tin đánh bại La Minh, thu được tư cách đi tới tổng bộ tiến tu. Có thể nói, mục đích cuối cùng cũng coi như đạt được. Chuyến đi này không tệ. Từ biệt, đám người trương huyền, tái các chủ ôm quyền. Trương sư tài lớn như vậy, nói vậy hẳn tham gia thi đấu danh sư hai tháng sau. Đến lúc đó lão phu nhất định sẽ tự mình đi vào giúp người cổ động. Hàn đường chủ mỉm cười, xoay người rời khỏi thiên tài như thế, lại là danh sư, kết hợp với chuyện trọng đại nhất ở vạn quốc thành gần đây, không đoán ra được cũng khó khăn. Bất kể nói thế nào, mình cũng thiếu nợ đối phương ân tình, có cơ hội nhất định phải báo đáp. Lại nói, thuần thú sư, y sư, danh sư, dám bảo sư cường đại như vậy. Cũng đáng để kết thâm giao. Đám người hàn đường chủ rời đi, lại yên tĩnh trở lại. Trương sư, bây giờ chúng ta tiến vào trong, hay nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút lạc trúc thoáng lộ ra một chút sùng bái nhìn qua lần trước hắn tới đây lén lút rất sợ yêu thần thú phát hiện hiện tại vị trước mắt này lại trực tiếp thuần phục con vật lớn có tiếng hung dữ hiển hách này đổi lại thành trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nếu không có yêu thần thú quấy nhiễu thời gian lại dư giả hơn rất nhiều muốn tiến vào trong lúc nào lại tiến vào trong lúc đó đừng có gấp chờ ta giải quyết xong vấn đề trong cơ thể yêu thần thú chúng ta lại tiến vào trong. Trương Huyền xua tay, vấn đề của nó, nó không bị thương. Mọi người kỳ quái một hồi. Con vật lớn này lực lượng hung bạo mạnh mẽ, phòng ngự vô địch, cùng đám người Hàn Đường chủ chiến đấu, không có bất kỳ mệt mỏi nào, lại đánh cho hắn người ngã ngựa đổ. Giải quyết vấn đề. Giải quyết cái gì? Kiến Phệ Hồn, tuy rằng đối với sinh linh và nhân loại bình thường, ảnh hưởng không lớn, lại thuộc về sinh mạng thuộc tính âm hàn rất mạnh nếu không cũng không có khả năng cắn nuốt linh hồn ở chỗ này đợi ít nhất một hai tháng yêu thần thú cho dù không tiếp xúc với chúng ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng trương huyền chắp hai tay ở sau lưng thần sắc thản nhiên hơn nữa vừa rồi chiến đấu kịch liệt loại khí âm hàn này xâm nhập tim phổi không nhanh chóng loại bỏ nếu muốn lại một lần nữa thăng cấp sợ rằng rất khó còn có chuyện này sao thực sự nói như vậy chúng ta không phải cũng nên rời xa những con kiến phệ hồn này sao? Nghe được yêu thần thú sinh mạng cường đại như thế, cũng chịu ảnh hưởng, tất cả mọi người đều sửng sốt, đầy cảnh giác nhìn về phía trước. Lúc này kiến phệ hồn, đã ăn sạch toàn bộ thịt lộc quần thú nướng chín, hài lòng một lần nữa chui vào trong lòng đất. Trên mặt đất lại không có một chút vết tích nào. Không phải trước đó tự mình từng trải, tuyệt khó có thể tin tưởng, loại sinh mạng của quái mai danh ẩn tích không biết bao nhiêu vạn năm này, không chỉ thực sự tồn tại, còn quỷ dị như vậy. Ngay cả trận pháp cũng có thể cắn nuốt, khó tránh khỏi quá đáng sợ. Chỉ cần không uống nước trong đầm là được. Trương Huyền nói, mộ vu hồn ở dưới đầm nước, kiến vệ hồn luôn có thể cảm thấy. Nước này tuy rằng thoạt nhìn sạch sẽ, trên thực tế lại có không ít thi thể người. Trong cơ thể yêu thần thú bị khí âm hàn tập kích, uống nước này là một trong nguyên nhân quan trọng nhất. Mọi người hiểu được, Đám người kia có thể bị khí tức của mộ vu hồn tản ra thu hút, tìm tới nơi này, mộ ở dưới đầm nước, sớm hay muộn cũng có thể phát hiện, tất nhiên cũng sẽ kiểm tra. Lâu ngày, nước này lại trở nên không thích hợp cho sinh linh uống. Vậy, loại tình huống này giải quyết như thế nào? Lạc Trúc không nhịn được nhìn qua. Loại khí âm hàn này, ngay cả yêu thần thú cũng có thể tập kích, thật sự chúng phải giải quyết như thế nào? Những người khác cũng đồng loạt xem tới, nếu biết được Sớm có một sự đề phòng. Rất đơn giản, qua bên kia ăn cỏ. Trương Huyền chỉ tay, "Ăn cỏ." Mọi người sửng sốt, liếc mắt thoáng nhìn yêu thần thú vẫn cong mông lên, không ngừng ăn cỏ, tất cả đều lộ ra vẻ mặt đờ đẫn. Trước đó Trương sư bảo yêu thần thú ăn cỏ, bọn họ còn tưởng rằng là cố ý trừng phạt đối phương. Hiện tại xem ra, không phải như vậy, mà là có mục đích khác. Thảo nào con vật lớn này không những không có phản kháng, còn ăn tới cao hứng bừng bừng như vậy. Nếu như ta không nhìn lầm, đó là cỏ thanh vũ. Loại cỏ này trong núi rừng có nhiều, không có bất kỳ thuộc tính nào. Vì sao ăn thứ này, có thể loại trừ khí âm hàn. Tái các chủ nghi ngờ. Làm giám bảo sư, tri thức huyên bác, loại cỏ này người khác không nhận ra, hắn biết rất rõ ràng. Cỏ thanh vũ, sinh trưởng ở trong núi rừng, gần nơi có nguồn nước, rậm rạp xanh tươi, không có công hiệu và thuộc tính gì ngay cả luyện đan sư chưa từng nhét nó vào dược liệu vì sao thứ này có thể loại bỏ khí âm hàn của kiến phệ hồn lại nói trước đây cũng không có kiến phệ hồn thứ này mọc ở chỗ này khó tránh khỏi quá trùng hợp cỏ này không có bất kỳ thuộc tính nào chỉ có điều cũng phải xem môi trường sinh trưởng nếu như là bên kia lại một chút tác dụng cũng không có trương huyền chỉ tay thuận theo ngón tay hắn nhìn lại trên bờ đầm nước cũng mọc đầy loại có thanh vỗ này Dậm rạp chẳng chịt không biết bao nhiêu. chương 860, yêu thần thú đột phá 2. Mọi người trước mắt, càng nghi ngờ. Hai bên cách xa nhau chỉ có khoảng hơn 10 thước, vì sao bên kia lại không được. Nhìn hoàn cảnh, cũng không có gì khác biệt. Nhìn ra được mọi người cảm thấy kỳ quái, Trương Huyền cười lắc đầu. Nơi này là nơi yêu thần thú đi đại tiểu tiện, nói trắng ra cũng chính là nhà vệ sinh của nó. Nhà vệ sinh, mọi người trước mắt, trong cơ thể yêu thần thú ẩn chứa huyết mạch long tộc, dương hỏa cao lớn, tống gia phân và nước tiểu tất nhiên cũng mang theo thuộc tính dương vô cùng nồng đậm. Lấy cái này nuôi dưỡng, cỏ thanh vũ sinh trưởng ra, tất nhiên cũng mang theo loại thuộc tính này. Giải thích một câu, Trương Huyền nhìn qua. Nếu như lo lắng, các người có thể đi cắt lấy mấy cây mang theo bên người. Một khi cảm thấy không thích hợp, lại ăn một ít. Không, cảm ơn lòng tốt của Trương Sư. Nếu ngươi nói không có việc gì, ta thấy hay là thôi đi. Mọi người đồng loạt xua tay. Mới vừa rồi còn đầy kích động, nghĩ đến đây là cỏ mọc lên từ nơi yêu thần thú đi đại tiểu tiện, bọn họ lại không hứng thú nữa. Biết bọn họ suy nghĩ điều gì, Trương Huyền cũng không nhiều nói, đi tới trước mặt yêu thần thú. Lúc này, con vật lớn này đã ăn một mảng lớn cỏ thanh vũ, dương hỏa trong cơ thể nóng rực, thiêu đốt lực lượng thuộc tính âm trong cơ thể. Đi tới trước mặt, lấy ra ngân châm, nhìn đúng vị trí tùy ý đâm vài cái âm âm một tiếng nổ lớn vang lên mọi người lại cảm thấy lực lượng toàn thân yêu thần thú giống như sôi trào lực lượng cả đầu thú không ngừng tăng lên chẳng lẽ muốn đột phá hai người tái các chủ kim tòng hải nhìn nhau hoàn toàn giật nảy mình hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh linh hồn phù hợp tự nhiên lực lượng tăng thêm trên diện rộng nếu như nói bốn tầng đầu của hóa phàm tăng thọ nguyên khí âm dương chọc thanh, đều rèn luyện chân khí, tăng thêm khống chế đối với tự nhiên, từ nơi này bắt đầu một cảnh giới, lại là linh hồn nhận được tẩm bổ, do đó tăng thêm trên diện rộng. Chính vì vậy, danh sư hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tứ tinh, không có cách nào làm ra ngọc phù chương trình học từ xa không đạt được nửa bước ngũ tinh. Chỉ có tu vi đạt tới hợp linh cảnh, có khả năng phân ra một tia linh hồn, phong ấn trong đó, làm được giảng bài bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, giúp người chỉ điểm sai lầm. Có thể nói, hóa phàm tứ trọng và ngũ trọng là linh hồn lột xác, có bước ngoặt cực lớn. Vô số người dừng lại ở trước một bước này, cả đời không có cách nào đột phá. Bởi vậy, Liên Minh vạn quốc đứng sừng sững nhiều năm như vậy, thiên tài kinh tài tuyệt diễm đếm không hết, còn chân chính có thể bước ra bước này, lại không có bao nhiêu. Linh thú, so sánh với nhân loại, linh hồn càng yếu ớt muốn đột phá cũng càng khó khăn. Con vật này vốn lại đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, hiện tại khí thức trồng chất, không ngừng tăng trưởng. Chẳng lẽ thật sự có thể đột phá cửa ải người người chờ đợi, trùng kích đến cảnh giới tầng thứ năm? Hai người không nhịn được nhìn sang. Nó tạm thời vẫn chưa đột phá nổi. Nhìn ra được hai người khẩn trương, Trương Huyền thản nhiên nói. Vạn vật thế gian đều là công bằng, một uống một mổ đều là thiên định, thân thể yêu thần thú quá mạnh mẽ, Linh hồn đột phá lên lại khó khăn. Cùng Lý Dio, linh hồn mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường, thân thể cũng không sẽ quá nghịch thiên. Chỉ có điều, giải quyết khí âm hàn trong cơ thể nó, thuộc tính dương dung hợp làm một, ta lại thông sơ qua cho nó một ít kinh mạch, tu vi tăng mạnh là tất nhiên. Không đột phá nổi hợp linh cảnh, nhưng nửa bước hợp linh vẫn có thể đạt được. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói. Nửa bước hợp linh, vậy cũng rất đáng sợ. Lão tổ trấn quốc của liên minh vạn quốc, hình như cũng lại là cảnh giới này. Nghe nói như thế, hai người vẫn dọa cho giật mình. Nửa bước hợp linh giống như nửa bước tông sư, nửa bước trí tôn, gần vô hạn với bước vào hợp linh, nhưng không đột phá cửa ải cuối cùng. Loại cường giả này, không chỉ lực lượng thân thể sức lực mạnh mẽ, linh hồn cũng cực kỳ cường đại. Cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ. Nếu như nói, trước đó yêu thần thú dựa huyết mạch long tộc và thiên phú lại cường đại biến thái hiện tại khẳng định càng đáng sợ hơn nếu thật muốn phát điên lão tổ của liên minh vạn quốc cũng không nhất định có thể chống lại lợi hải âm 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 trong ánh mắt khiếp sợ của hai người lực lượng của yêu thần thú trước mắt không ngừng gia tăng cuối cùng ngừng lại giống như trương sư suy đoán quả thật không đạt được hợp linh cảnh mà là nửa bước thực lực như vậy đủ để ở toàn bộ liên minh vạn quốc ngang ngược không chút sợ hãi, không e ngại bất kỳ kẻ nào. Gào, thực lực tăng thêm, tai họa ngầm trong cơ thể được loại trừ hết, yêu thần thú biết nguyên nhân là nhờ vị chủ nhân trước mắt này, hưng phấn xông lại, vẻ mặt cung kính. Trước đây chỉ là kiêng kỵ đối phương có thể hô lên long ngữ, có khả năng ẩn chứa huyết mạch chân long. Mà bây giờ, nó lại là vui lòng phục tùng. Nếu như không phải nhờ đối phương, dựa vào chính nó, không trăm năm, tuyệt khó có thể đạt được loại cảnh giới này. Không tệ, chúng ta muốn đi xuống dưới đầm, người ở bên ngoài coi chừng, nếu có người hoặc linh thú xông vào, giết chết không cần luận tội. Thấy bộ dáng này của nó, Trương Huyền biết, con vật này đã hoàn toàn thần phục, lại không hài lòng, lúc này mới thỏa mãn gật đầu căn dặn. Tình hình phía dưới không biết thế nào, không chỉ đám người mình cẩn thận, còn phải đề phòng có người quấy rối. Trước đó không dám cam đoan, Hiện tại có con vật lớn này ở chỗ này coi chừng, nói vậy bất kỳ kẻ nào qua cũng không cần khiếp sợ, lại không nỗi lo về sau." Gào. Yêu thần thú gật đầu. "Được, chúng ta lên đường đi." Căn dặn bố trí xong, Trương Huyền lúc này mới nhìn quanh một vòng, thân thể tung lên, cùng Lạc Trúc hai người nhảy vào đầm nước trước. Đám người triệu nhã theo sát phía sau. Một hồi khổ cực, mộ vu hồn cuối cùng ở gần ngay trước mắt. Chương 861, Thiên công sư 1. Đầm nước lạnh lẽo âm u, tiến vào trong đó, mọi người nhất thời cảm thấy băng lạnh đến xương. Đi theo sau lưng Lạc Trúc, bọn họ trực tiếp bơi xuống phía dưới. Thực lực mọi người tệ nhất cũng đạt tới chí tôn, loại cấp bậc như vậy, ở trong nước nín thở 2, 30 phút cũng không thành vấn đề. Thực lực của Triệu Phi vô tuy rằng không cao, có Kim Tòng Hải ở một bên không ngừng truyền thụ chân khí, hình thành màn chân khí bảo vệ, ngược lại cũng không cảm thấy ngạt thở khó chịu một đường xuống phía dưới vừa mới bắt đầu mượn ánh sáng mặt trời trên mặt nước chiếu đến còn có thể nhìn thấy được tình huống trước mắt càng tiến sâu đưa tay ra không thấy được năm ngón tối đen một mảnh lạc trúc đã sớm có sự chuẩn bị lấy ra mấy cái dạ minh châu cho mỗi người một cái ánh sáng ôn hòa chiếu xuống thế giới dưới nước xuất hiện rõ ràng ở trước mắt bởi vì cái đầm nước này quá mức lạnh giá cũng không có sinh mạng nào một mực bơi xuống dưới đi tới nơi sâu đại khái bảy 80 thước, cuối cùng nhìn thấy được mặt đất, mọc đầy cỏ nước với đủ loại màu sắc cực thấm. Dưới nước không có cách nào nói chuyện, Lạc Trúc vẫy vẫy tay với mọi người, quen đường dễ đi, dọc theo mặt đất đầy cỏ nước, chậm rãi đi về phía trước, chỉ chốc lát đã đi tới trước mặt tường đá. Là một vách đá chân nhẵn, nhìn không có bất kỳ điểm gì đặc biệt. Nếu như không biết mộ vu hồn, đi tới phía trước, cũng không phát hiện được cái gì. Cổ tay lật một cái, lấy ra một mâm đá chân nhẵn, Lạc Trúc sờ tìm ở trên vách tường một hồi, tìm đúng vị trí, úp ở phía trên. Két, giống như kích hoạt một cơ quan, tường từ từ mở ra. Cái vách đá này thoạt nhìn hoàn hảo không hao tổn, lại hoạt động. Công nghệ thật tinh xảo. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Sử dụng tảng đá khác cơ quan, ở bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra khe, công nghệ mạnh mẽ, tuy rằng kém hơn so với hộp thiên công cơ xảo trước đó, nhưng cũng vượt xa không ít bảo vật trước đây hắn đã gặp nhìn ra được để xây dựng mộ vu hồn này, cấp bậc của thợ thủ công không thấp. Tệ nhất cũng phải đạt tới cấp bậc cửu mạt. Theo truyền thuyết, thợ thủ công cửu mạt, chế tạo ra cơ quan khôi lỗi, cường giả hóa phàm cảnh cũng khó có thể phân biệt được thật giả. Hiện tại xem ra, quả thực là như vậy. Thảo nào lạc trúc tự tin trừ hắn ra, không ai tìm tới nơi này. Địa phương cơ mật như thế, muốn tìm được, quả thật rất khó. Vách đá mở ra, một cánh cửa hộ xuất hiện ở trước mắt lạc trúc đi vào trước bên trong cửa có bố trí cơ quan đặc biệt không thấm nước sinh mạng có thể tiến vào dòng nước không vào được mọi người bước một bước vào trong đó quả nhiên cảm thấy trong đó không khí lưu thông hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác bị đè nén nào nơi này chính là thông đạo của mộ vu hồn đi tới cuối chính là mộ sau khi nhìn thấy mọi người đều đi vào vách đá tự động đóng lại lạc trúc nói ừ trương huyền gật đầu mọi người nhìn về phía trong đó, tất cả đều tràn ngập sự tò mò. Đó là một hành lang dài nhỏ, hai bên điêu khắc đủ loại tranh vẽ trên tường. Rất nhiều đều là nghi thức tế tự của vu hồn, dạ minh châu chiếu xuống, khiến chúng có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tạm thời không vội đi, trong hành lang này, có cơ quan đặc biệt lợi hại, cần phải thử đi từng bước một mới có thể vào. Hình như hết sức quen thuộc đối với các loại hoàn cảnh của mộ cổ, Lạc Trúc giơ tay lên trời chộp một cái trước mắt xuất hiện hai khối lối kích thước bằng đứa trẻ. Chắc là mấy ngày qua hắn đặc biệt chuẩn bị. Lấy ra hai khối linh thạch để vào trong đó, khôi lối một trước một sau, dọc theo thông đạo đi về phía trước. Kéo kẹt, kéo kẹt. Khôi lối đầu tiên đi không được ba bước, một tiếng gió vang lên, ngay sau đó có một tiếng vỡ giòn tan, nó nổ nát bấy. Đồng tử của mọi người co lại. Lạc Trúc vừa lấy ra khôi lỗi này, sử dụng chất liệu đặc biệt chế luyện, cực kỳ cứng rắn không nói ai khác cho dù thực lực như kim tòng hải vậy muốn thoáng cái đánh nát cũng vô cùng phiền phức mà trước mắt không biết rơi vào cơ quan gì trực tiếp nổ tung nếu không phải vừa rồi hắn cảnh giác ngăn cản mọi người một khi tiến lên còn không đã sớm chết trong nháy mắt mọi người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng không hổ danh là chức nghiệp quỷ dị nhất mộ vu hồn này quả thật không tầm thường nếu không nhờ trương sư giải quyết chuyện linh hồn đoạt xác mặc cho đối phương dẫn bọn họ đi tới, sợ rằng còn chưa có tiến vào trong đó, đã bị diệt toàn đoàn. Kéo kẹt, kéo kẹt, trong sự chấn động kinh ngạc của mọi người, khôi lỗi thứ hai cũng đi chưa được mấy bước, gặp phải công kích, giống như con đầu tiên, nổ nát bấy. Trong năm bước, có hai cơ quan đưa người vào chỗ chết. Ta hiện tại đi phía trước dẫn đường, thuận tiện đánh dấu ra chỗ vị trí đặt bàn chân. Các người nhất định phải theo sát, một điểm cũng không thể xuất hiện sai lầm, bằng không ta không có cách nào bảo đảm an toàn khuôn mặt lạc trúc ngưng trọng căn dặn được mọi người biết những điều này đồng thời gật đầu vù lạc trúc thận trọng bước lên trước bàn chân vừa bước vào liền nghe được tiếng gió thổi gào thét một khí quang lướt qua cách hắn không xa xem ra một khi bị đánh chúng không chết cũng sẽ phải trọng thương chỉ có điều có khôi lỗi vừa rồi dò đường sớm có sự đề phòng vẫn chưa tổn thương được đây là trận pháp. Nhìn thấy được thông đạo nguy cơ trùng trùng, tái các chủ có chút không rõ, nhìn lại. Khắp nơi đầy nguy hiểm, ở đây có thể bố trí một sát trận lợi hại hay không? Nếu quả thật là như vậy, dựa vào lý giải của Trương sư đối với trận pháp, nghĩ biện pháp phá hỏng nó, có đúng sẽ đơn giản hơn rất nhiều hay không? Không phải. Trương Huyền lắc đầu. Nếu như là trận pháp, hắn tuyệt đối có thể cảm nhận được sóng dao động linh khí trong đó thuận tiện tìm được chỗ chủ chốt, đạp một cước rừng. Đáng tiếc, cái này rất rõ ràng không phải. Mộ vu hồn đề phòng nhất, không phải là nhân loại, mà là kiến phệ hồn. Trận pháp đối với kiến phệ hồn không có tác dụng, cho nên, ở đây sẽ không có trận pháp. Nếu như ta không nhìn lầm, chắc là một ít cơ quan đặc biệt. chương 862, Thiên Công Sư 2 Có chút do dự, Trương Huyền phân tích. Thiên địch của vu hồn là kiến phệ hồn, xây dựng mộ, Tất nhiên phải đề phòng loại vật này. Kiến phệ hồn có thể cắn nuốt linh khí trong trận pháp, khiến cho trận pháp trực tiếp dừng lại. Nếu quả thật bố trí trận pháp, trái lại không có hiệu quả, không hữu hiệu bằng cơ quan. Mọi người gật đầu, nếu như là cơ quan thì phiền toái, trong chúng ta không ai quen thuộc với máy móc, nếu có một vị thiên công sư ở đây sẽ đơn giản hơn nhiều. Tài các chủ nhân mày lại. Thiên công sư? Đám người tôn cường xem qua, Trương Huyền chưa từng nói qua nghề nghiệp này, bọn họ cũng không hiểu quá rõ. Đúng vậy, thiên công sư còn gọi là cơ xảo sư, là một chức nghiệp hạ cửu lưu, am hiểu thiết kế những thứ máy móc tinh xảo, thoạt nhìn là vật phẩm bình thường không có gì lạ, bọn họ có thể đặt ở trong đó kiếm khí, phó kỹ. Một khi mở ra, uy lực vô cùng, rất nhiều cường giả cũng không có cách nào chống đỡ. Tại các chủ giải thích, loại chức nghiệp này cũng có tổ chức đặc biệt là thiên công viện chuyên môn thiết kế vũ khí và cơ quan kỳ diệu nhất thiên hạ. Chỉ có điều, loại chức nghiệp này, ta cũng chỉ xem qua ở trên sách. Liên minh vạn quốc chúng ta cũng không có. Có người nói huyễn vũ đế quốc mới có tư cách xây dựng một phân bộ. Loại chức nghiệp này, thứ thiết kế ra, đặc biệt tinh vi. Không biết nguyên lý, quả thật rất khó thông qua. Trương Huyền gật đầu, nhăn mày lại. Trình độ phức tạp của hộp thiên công cơ sở, hắn lại lĩnh hội đầy đủ nếu như không có thiên đạo đồ thư quán biết chỗ thiếu hụt muốn mở ra tuyệt đối là không có khả năng một cái hộp nho nhỏ lại thiết kế tinh diệu như vậy cái hành lang này thật sự có người như thế nhúng tay vào nguy hiểm to lớn vượt quá sức tưởng tượng c đang suy tư đột nhiên nghe được một âm thanh đao phong cắt vào thịt ngay sau đó liền thấy sắc mặt lạc trúc nhất thời đỏ lên lui trở về cánh tay bị thứ gì cắt phải máu chảy ra ồ ồ không sao chứ đám người Kim Tòng Hải đi tới trước mặt, giúp vết thương của hắn dừng chảy máu. Không có việc gì. Lạc Trúc lắc đầu. Cơ quan ở lối đi này, so với trước đây hình như càng khó đi hơn. Càng khó đi, cái lối đi này tổng cộng là dài bao nhiêu? Người đi tới cuối tốn bao lâu? Dương Huyền nhìn qua. Tổng cộng có khoảng 300 mét. Tần trước ta qua, mượn khôi lối thử nghiệm từng chút một, đại khái đi 4 ngày, mới đi đến điểm cuối. Lạc Trúc nhân mày lại. Chỉ có điều, loại cơ quan này, giống như trận pháp, mỗi lần tiến vào, đều khác nhau. Kinh nghiệm lần trước, lần này hoàn toàn vô dụng. Bằng không, ta cũng sẽ không bị thương. Đi 4 ngày. Trương Huyền không nói gì. 4 ngày mới đi qua khoảng 300 mét, quả thật quá khó khăn. Đúng vậy, nhưng không đi chậm một chút, thật sự không có cách nào. Cơ quan trong lối đi này ẩn chứa kiếm khí, ít nhất đều đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, thậm chí còn có đạt được ngũ trọng nếu như không thể sớm né tránh, một khi đụng với, sẽ bị lập tức cắt thành hai đoạn, chết cũng không biết chết như thế nào. Lạc Trúc lắc đầu, kiếm khí hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Mọi người líu lưỡi, vừa rồi mới nhìn thấy khôi lối bị trực tiếp giết chết, chỉ biết xung quanh bắn ra kiếm khí rất đáng sợ, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Lối đi hẹp như vậy, không có cách nào chống đỡ, cũng không có cách nào phòng ngự. Nếu thật sự bị kiếm khí cường đại như thế đâm chúng, sợ rằng cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong cũng khó có thể còn mạng sống. Chỉ có thể đi từng bước một tìm tòi, không có biện pháp nào khác. Triệu phi vũ cũng nhăn mày lại. Không, cơ quan do thiên công sư lưu lại, vô cùng phức tạp, hơn nữa không ngừng biến hóa. Nếu như không biết quy luật biến hóa, rất khó đi qua. Lạc Trúc lắc đầu. Nghĩ biện pháp phá cơ quan trong cái lối đi này cũng không được sao. Trương Huyền nhướng mày. Trận pháp cũng có thể dừng nếu như có thể tìm được chốt mở cơ quan này hoặc chỗ mấu chốt chắc hẳn là có thể phá hủy nó phá hủy lạc trúc cười khổ làm gì có thể dễ dàng như vậy vật do thiên công sư lưu lại giống như hùm nước là luôn không ngừng chuyển động cho dù ngươi nhìn thấy bản vẽ không biết nguyên lý cũng không có bất kỳ tác dụng nào dù sao cũng là một chức nghiệp rất lợi hại giống như trận pháp lại dễ dàng phá hủy như vậy cũng không đến mức khiến người ta kiêng kỵ cơ quan giống như trận pháp cho dù xem qua bản vẽ không biết nguyên lý vận chuyển cũng đều vô dụng bởi vì cơ quan là không ngừng chuyển động đối với nghề nghiệp này một điểm mấu chốt không hiểu đừng nói phá hủy có thể sống sót hay không cũng còn khó nói đúng vậy thiên công sư đáng sợ là đáng sợ ở chỗ này bọn họ có thể lợi dụng máy móc tổ hợp thành một ít vật phẩm chém giết người hơn nữa loại vật phẩm này không cần linh thạch phát động nếu như ta không nhìn nhầm động lực khiến tất cả cơ quan trong lối đi này phát sinh, đều cung cấp từ thác nước phía trên, không biết nguyên lý, cho dù có la bàn, cũng không tìm được vị trí. Tái các chủ gật đầu. La bàn, có thể định vị được phương hướng của linh khí, điều tra trận pháp mạnh yếu, cùng với nghĩ biện pháp tìm được nhược điểm. Nhưng, cơ quan sử dụng không phải là linh thạch, mà là lực lượng vật lý. Ví dụ như, mượn thác nước phía trên cung cấp động lực. Làm thế nào có thể phá được? thấy nghe được hai người lắc đầu, phân tích, biểu tình của tất cả mọi người ảm đạm, lại không có hưng phấn như lúc trước khi vừa đi tới. Thấy sĩ khí hạ xuống, Trương Huyền mở miệng nói. Là bàn không tìm được, không có nghĩa là thủ đoạn khác cũng không tìm được. Đừng có gấp, ta thử một chút. Nói xong, mọi người liền thấy hắn cười khẽ, bàn tay đặt ở trên mặt đất của lối đi, nhẹ nhàng xoa một chút. Audio điện tử võ tấn bền chương 863, tiến vào ngôi mộ một. Cẩn thận, thấy hắn không nghiên cứu quy luật xuất hiện của cơ quan en trong lối đi, ngược lại ở trên mặt đất sờ loạn, mắt lạc trúc choáng váng. Người sờ mặt đất, lẽ nào có thể biết được đây là cơ quan gì? Thiên công sư thiết kế cơ quan, giống như trận pháp, ảo diệu vô cùng. Không biết có bao nhiêu phân loại, cho dù cùng một loại hình cơ quan, thoạt nhìn cùng loại, cũng có ít nhất mấy vạn loại biến hóa. Hơn nữa cùng một một cơ quan, phương thức vận chuyển khác nhau, hiệu quả lộ rõ bên ngoài cũng khác biệt. Có thể nói, rơi vào trong loại cửa ải này, cho dù là thiên công sư thật sự, cũng cần nghiên cứu không biết bao lâu mới có khả năng phá giải. Cho dù những chức nghiệp khác người rất lợi hại, khác nghề như cách núi, không biết chức nghiệp thiên công cũng chỉ là uổng công. Mọi người đừng có gấp, ta điều chỉnh một chút, sẽ lại phái ra khôi lỗi đi thử. Chúng ta dù sao có chính là thời gian. Ta cũng mang theo đầy đủ lương khô và nước, đủ cho nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Thấy thái độ của mọi người không cao giống như trước, Lạc Trúc cười thoải mái. Nghề nghiệp của hắn trên thực tế chính là trộm mộ, các loại địa phương hiểm yếu, hắn tiến vào vô số lần, sớm đã có thói quen. Những người này lại khác, chưa bao giờ gặp được cơ quan lợi hại như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra ý định lùi bước. Cũng chỉ có thể làm như vậy, chúng ta đối với loại cơ quan này, một chữ cũng không biết chỉ có thể dựa vào ngươi tìm tòi đi tới." Kim Tòng Hải gật đầu. "Yên tâm đi, cơ quan này tuy rằng trở nên càng khó hơn, chỉ cần có thời gian đầy đủ, ta vẫn có thể đi tới điểm cuối. Các ngươi chỉ cần theo sát sau lưng ta là được." Lạc Trúc gật đầu. Nghĩa địa của rất nhiều cường giả hoặc kẻ có tiền đều sẽ mời thiên công sư hỗ trợ thiết kế. Đối với cơ quan cùng loại này, hắn đã đối đầu không ít năm. Cho dù cơ quan ở lối đi này trở nên càng nguy hiểm hơn, hắn cũng có thể tìm kiếm đi ra, an toàn đi tới điểm cuối. Vẻ mặt hắn đang tự tin, dự định lại chuẩn bị một chút, tiếp tục tiến vào lối đi, lại thấy trương sư ở một bên, đã sờ mặt đất xong, đứng dậy, duỗi người, ngay sau đó mí mắt thoáng nâng lên, nhấc chân liền đi vào lối đi. Trương sư, đồng tử co lại, lạc trúc thiếu chút nữa thì bị dọa chết. Vừa rồi hắn dùng khôi lỗi chuẩn bị hồi lâu, cũng bị kiếm khi thiếu chút nữa chém thành hai đoạn người này lại lỗ mãng vọt vào như vậy không phải là muốn chết sao vẻ mặt sốt ruột đang muốn đưa tay lôi người đi ra lại thấy người thanh niên nâng chân lên đạp một cái về một bên bức tường ầm ầm một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên mọi người lập tức cảm thấy mặt đất lắc lư một hồi được rồi cơ quan ngừng rồi ngay sau đó giọng nói thản nhiên của người thanh niên vang lên ngay lập tức cũng không đợi mọi người kịp phản ứng hắn đi nhanh đi về phía trong Ngưng, Thấy đối phương càng đi càng xa, không có bất kỳ cơ quan nào phát ra, lạc trúc lộ ra vẻ mặt phát điên. Tình huống thế nào vậy? Vừa rồi hắn tự mình thử nghiệm, cơ quan của lối đi so sánh với lần tới càng cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là hắn loại người mỗi ngày lăn lộn ở các ngôi mộ, không mất 10 ngày nửa tháng cũng rất khó phá giải. Đối phương một cước đạp qua, lại ngừng. Có nhầm hay không? Đây chính là cơ quan do thiên công sư thiết kế ra được, uy lực cực lớn hắn đã dự định bỏ ra mấy trăm khôi lỗi, kết quả bị người này đạp một cước dừng. Lạc Trúc cảm thấy sắp phát điên rồi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía những người khác, lại thấy vẻ mặt mọi người cũng mê hoặc nhìn tới. Người không phải mới vừa nói ba hoa trích chè, thứ này rất lợi hại thế này rất lợi hại thế kia sao? Thế nào trương sư đạp qua một cước, lại dừng lại. Đi qua xem thử, ngực hắn nghẹn lại khó chịu, nghĩ tới vị trương sư này, ngay cả đoạt xác cũng có thể đối phó, cũng không phải không thể hiểu rõ thiên công sư kỹ xảo, lúc này hắn mới cảm thấy thư thái được một chút, vội vã đuổi theo. Cơ quan trong lối đi, quả nhiên đã ngừng lại, đọc theo lối đi, tiến về phía trước, hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào. Thời gian không lâu, mọi người lại đi đến điểm cuối. Đó là một đại sảnh rộng rãi. Lần trước ta đi tới nơi này lại bị đoạt xác, không dám tiếp tục đi tới. Nhìn đến đại sảnh, sắc mặt lạc trúc ngưng trọng giới thiệu. Trương Huyền Dương mắt nhìn lại. Là một cung điện ngầm, có kích thước chừng 2, 30 thước, chính giữa 7 bốn cái quan tài cực lớn, không biết chế luyện bằng nguyên liệu gì, hiện lên màu xanh xám, khiến người ta một loại cảm giác vừa dày vừa nặng. Mắt minh lý, không có vội vàng tiến tới, Trương Huyền nhướng mày, nhìn sang. Một lát sau, nhướng mày. Tu vi của hắn chỉ có hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, quan sát những quan tài còn có chút tốn sức, xem ra chắc là bị một người có thực lực mạnh hơn hắn bố trí rào chắn. Xem mặt đất có thể hình thành sách hay không. Mắt Minh Lý nhìn không thấu, hắn cũng không nóng nảy, khom lưng tiếp tục sờ trên mặt đất một chút. Vừa nghĩ đến phương pháp của hộp thiên công cơ xảo, hắn cảm thấy nếu là cơ quan, khẳng định lại có chỗ thiếu hụt. Hắn ôm tâm tính thử một cái, tìm hiểu một chút, không nghĩ tới quả nhiên có thể thực hiện được. Trong đồ thư quán lập tức xuất hiện tên gọi và chỗ thiếu hụt của cơ quan trong lối đi. Sau khi xem xong, hắn cũng coi như hiểu được. Cơ quan giống như trận pháp, có tử môn lại có sinh môn. Nếu không, người thiết kế cơ quan, bố trí xong thứ này, làm thế nào từ bên trong đi ra hoặc tiến vào trong? Không chỉ có như vậy, cũng có đầu mối then chốt trung tâm. Chỉ cần tìm được, đóng lại, cơ quan lợi hại hơn nữa, cũng trở thành vật trang trí. Lại giống như máy móc bị ngắt nguồn điện, vật lớn cường thịnh mấy đi nữa, không có năng lượng cung cấp lại cũng đều là thứ vô dụng. Chính vì vậy, hắn mới có khả năng sau khi sờ xuống mặt đất một chút, một cước đạp cho nó dừng lại, dẫn mọi người đi tới. Vù! Một quyển sách xuất hiện ở trong đầu. Đá than trì, sinh ra từ chỗ cực sâu trong mặt đất, phẩm chất cứng rắn. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, Trương Huyền thiếu chút nữa nôn ra máu. Vốn tưởng rằng mắt minh lý nhìn không thấu, sử dụng thiên đạo đồ thư quán, cũng có thể tìm hiểu vấn đề từ những quan tài kia, hoặc đại biện này, do đó tiến hành ứng phó. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phân tích lại là nham thạch vừa sờ được trên mặt đất. Lối đi vừa rồi là cơ quan chỉnh thể. Sờ một cái, tất nhiên tặng lại ra đặc điểm của cơ quan. Đây là mặt đất bình thường, sờ lấy cái gì, cũng lại xuất hiện cái đó, cũng một loại giống như trước đây sờ giá sách. Sau khi phiền muộn, Trương Huyền cũng hiểu được. Trước đây hắn ở tàng thư khố sờ giá sách, muốn thu nhận sách trong đó lại xuất hiện qua tình huống tương tự. Xem ra Thiên Đạo đồ thư quán phân biệt, bởi vậy chỉnh thể làm đơn vị, bằng không, chạm tới cái gì, chính là cái đó. Cũng đúng, thực sự chạm đến một mặt đất, sẽ biết tình hình của toàn bộ đại lục, khó tránh khỏi quá nghịch thiên. Chương 864, tiến vào ngôi mộ 2. Ở đây không có nguy hiểm, có thể trực tiếp tiến vào trong. Thấy sắc mặt Trương sư không ngừng thay đổi, không biết suy nghĩ điều gì, Lạc Trúc giải thích một câu, đi về phía trước. Bàn chân bước vào đại điện, cũng không gây ra bất kỳ biến hóa nào. Mọi người theo ở phía sau, nối đuôi nhau tiến vào. Mấy cái quan tài này chính là đặt vô hồn kim nhân. Cái ta mang đi, chính là một người trong đó. Đi tới phía trước quan tài, Lạc Trúc chỉ về phía trước, thoáng hiện ra vẻ khẩn trương nói. Lần trước tới đây, mở ra quan tài, vừa lấy vô hồn kim nhân đi, đã bị hồn phách ẩn nấp trong đó đoạt xác trong lòng hắn đã có bóng ma không dám tiến lên ta xem một chút trương huyền gật đầu tiến lên một bước bốn quan tài quả nhiên có một cái đã mở ra bên trong trống rỗng không có gì cả hắn sờ lên quan tài trống rỗng kia vù trong đầu hắn xuất hiện sách quan tài tinh kim thất phẩm luyện khí sư tứ tinh chiết tu chế luyện thành đặt vô hồn kim nhân vạn năm không mục nát khuyết điểm một không thể đặt thi thể bình thường. Phía trên ghi chi chít những giới thiệu về tác dụng và lai lịch, cùng với khuyết điểm của cái quan tài này. Quan tài tinh kim thất phẩm. Xem xong thứ này, Trương Huyền kỳ quái. Dựa theo đồ thư quán miêu tả, vật này là dùng để đặt vô hồn kim nhân, sẽ không có hồn phách tồn tại. Thế nào người này lại bị đoạt xác? Hắn đưa tay sờ về phía trên một cái quan tài khác còn chưa mở ra. Cũng là quan tài tinh kim thất phẩm tác dụng cũng là đặt vô hồn kim nhân giống hệt với cái đã mở ra vừa rồi không có khác nhau quá nhiều hắn sờ những cái còn lại một lượt đều được kết luận giống nhau biết đều là vô hồn kim nhân trương huyền cũng sẽ không có hứng thú hắn tới đây mục đích chủ yếu nhất là truyền thừa của vu hồn sư đối với hắn mà nói kim nhân có cũng được không có cũng được chỉ có điều thứ này vô cùng chân quý trước đó có thể bán ra với giá cực cao cho dù không bằng vật hắn muốn lấy ra đi bán cũng kiếm được một khoản lớn chuyến đi này không tệ trương sư ta chính là bị đoạt xác ở chỗ này chúng ta có nên mở ra hay không thấy hắn đều sờ bốn quan tài một lượt vẻ mặt lạc trúc khẩn trương nhìn qua những người khác cũng chờ đợi quyết định của hắn tạm thời không nên mở ra mặc dù biết những quan tài không có vấn đề gì nhưng khó bảo đảm được sau khi mở ra sẽ gặp phải biến cố gì nếu như chẳng qua là hồn phách ban đầu đoạt xác lạc trúc vẫn dễ đối phó đổi lại thành một kẻ thực lực cường đại chân khí thiên đạo của hắn có thể dùng được hay không cũng không tiện nói tất cả vẫn cẩn thận cho thỏa đáng trực tiếp liền thu quan tài vào chiếc nhẫn chữ vật ra ngoài lại mở ra suy nghĩ một chút trương huyền nói được rồi tôn cường đang chờ những lời này vội vàng tiến lên bàn tay chộp một cái lại thu cả bốn cái quan tài cực lớn vào trong chiếc nhẫn những thứ này đều là của thiếu gia, cần gì quan tâm các ngươi là ai, cũng đừng mong tranh được. Khụ khụ, thấy hắn không biết xấu hổ như vậy, sắc mặt Trương Huyền nhất thời đỏ lên, quay đầu đi, căn dặn một tiếng, lại đi về phía trước. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem xung quanh trước. Cung điện âm trầm, khiến người ta có một loại cảm giác thê lương lạnh lẽo. Những bức tường xung quanh đều do đá than chỉ cứng rắn tạo thành, xem ra xây dựng cái cung điện này không chỉ đào rỗng trong lòng đất, còn dùng đá rất cứng rắn ra cố, lúc này mới bảo đảm vạn năm không bị phá hủy. Dọc theo tường đá lục tìm một vòng, vẫn chưa phát hiện ra cơ quan cảm bẫy gì, Trương Huyền tiếp tục đi về chính giữa phía trước. Núi liền cùng đại sảnh này cũng là một hành lang dài nhỏ. Đi tới phía trước, hắn ngồi sổ người xuống, nhẹ nhàng chạm đến. Vù! Trong đầu hắn lại xuất hiện sách. Chỉ là hành lang bình thường, không phải là cơ quan viết cấu tạo từ đá mà không phải là cơ quan trương huyền thở phào nhẹ nhóm suy nghĩ một chút cũng lại hiểu được trước khi tiến vào mộ thiết kết cơ quan ngược lại cũng thôi cũng đã đi tới bên trong lại có cơ quan cũng uổng công cùng với tốn cái giá lớn còn không bằng không tiến hành nữa ở đây không có nguy hiểm tất cả đều đi đến đây quay đầu lại hắn hô một tiếng mọi người vội vàng theo qua trương huyền đi vào trước Hành lang không dài, chỉ có khoảng cách chừng 10 thước. Đi tới điểm cuối vẫn là một đại sảnh rộng rãi. Cái này rõ ràng càng rộng hơn so với cái vừa rồi. Theo ta được biết, phòng mộ đầu tiên trong mộ vu hồn là vô hồn kim nhân thủ vệ. Cái thứ hai chính là mộ chính. ở đây hẳn phải là nơi gửi lại hồn phách của vu hồn sư. Lạc Trúc nuốt nước miếng. Ý của ngươi, nơi này có hồn phách của vu hồn sư? Trương Huyền nhìn qua. Nếu là mộ chính hẳn phải có. Lạc Trúc gật đầu, nghe hắn xác nhận, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn qua, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, hắn đột nhiên nhướng mày, đầy vẻ không thể tin được. Đây, đây là có chuyện gì? Trương 865, lần thứ hai được trời thừa nhận danh sư một. Chỉ thấy trước mắt căn bản không phải gọi là gian phòng, đại sảnh, mà là một chỗ sắc màu rực rỡ, mùi thơm sông vào mũi, mây trắng tung bay, khiến người ta dường như một lần nữa trở lại trong núi rừng mà không phải là trong lòng đất. Chẳng lẽ là huyễn trận? Đám người tái các chủ cũng đầy kinh ngạc. Cung biển sâu dưới lòng đất như vậy, không có khả năng có cây cối sinh trưởng, càng không thể nào có bầu trời xanh mây trắng. Rất rõ ràng, đây là giả. Xuất hiện loại tình huống này, khả năng lớn nhất chính là huyễn trận. Không phải trận pháp." Trương Huyền lắc đầu. Làm trận pháp sư, nếu như là trận pháp, hắn tuyệt đối có thể nhìn ra cái trước mắt này không có bất kỳ sóng linh khí dao động vô cùng chân thật giống như thật sự tiến vào một không gian khác quỷ dị nói không nên lời chẳng lẽ vẫn là cơ quan không đúng cơ quan làm sao có thể có thứ hiệu quả này cơ quan nói trắng ra là chính là một ít máy móc mang tính vật lý cái trước mắt này hoa dại cỏ xanh nước chảy róc rách tuyệt đối không phải là thứ cơ quan có thể làm ra được ta ném một khôi lỗi vào thử xem lạc trúc cũng đầy nghi ngờ cổ tay lật một cái một khôi lỗi xuất hiện dọc theo lối đi tiến về phía trước vù vừa rời khỏi lối đi khôi lỗi trong nháy mắt biến mất giống như là căn bản không tồn tại đây là chuyện gì xảy ra mọi người đều giật nảy mình cơ quan ở lối đi trước công kích cho dù khôi lỗi không chịu nổi nhưng bộ dạng nổ thành bụi phấn bọn họ có thể nhìn thấy được kiếm khí cũng có thể phát hiện cái trước mắt này vừa đi ra khỏi lối đi liền lập tức biến mất. Khó tránh khỏi quá kỳ quái. Chẳng lẽ là trận pháp truyền tống, cổ họng tái các chủ chợt khô khốc. Mọi người nghi ngờ nhìn qua. Trận pháp truyền tống của Liên minh Vạn Quốc chỉ có thể truyền tống một ít văn tự, tin tức, cũng được gọi là tường đưa tin, tường tin tức. Giọng nói của tái các chủ run rẩy. Có người nói loại trận pháp này đã tới ngoài lục cấp, có thể truyền tống một ít vật tư, tiền, thậm chí binh khí, bảo vật. Khi đạt được bát cấp, sinh mạng cũng có thể truyền tống. Cũng chính là trực tiếp có thể truyền tống nhân loại từ chỗ này đến một chỗ khác. Truyền tống nhân loại, mọi người líu lưỡi. Trương Huyền cũng mở to hai mắt nhìn. Làm trận pháp sư tứ tinh, đối với trận pháp truyền tống, hắn hiểu rõ càng nhiều hơn so với tái các chủ. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể truyền tống tin tức, không nghĩ tới cấp bậc cao, ngay cả sinh mạng cũng có thể truyền tống. Truyền tống nhân loại. Dĩ nhiên liên lụy đến không gian biến hóa. Khôi lỗi trực tiếp biến mất, chẳng lẽ trước mắt có loại trận pháp cấp bậc như vậy? Nếu quả thật đạt được loại cấp bậc như vậy, ẩn giấu không gian, phát hiện không được, cũng rất bình thường. Trận pháp sư là chức nghiệp thượng cửu lưu, yêu cầu đối với tu vi cực cao. Thực lực không đạt được, không có cách nào học tập được tri thức cao thâm hơn. Giống như chính hắn, mặc dù khác ra trận bàn ngũ cấp, cũng chỉ là chuẩn trận pháp sư tứ tinh mà thôi ngay cả huy hiệu tứ tinh cũng lấy không được, có thể bố trí ra trận pháp bắt cấp, tu vi tuyệt đối vượt qua hóa phàm cửu trọng, tiến vào cảnh giới cao hơn. Nhân vật như vậy, tự mình bày trận, chủ nhân mộ vu hồn này lại phải mạnh tới mức nào? Điều trương huyền nghĩ đến, những người khác cũng hiểu được. khuôn mặt mỗi một người đều trắng bệch, chỉ là vô hồn sư hóa phàm tam, tứ trọng ngược lại cũng thôi. Cho dù bị đoạt xác, cũng có thể có năng lực tự vệ nếu thật sự vượt qua cảnh giới này, cho dù đã chết không biết bao nhiêu năm, thủ đoạn năng lực, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được. Trương Sư, chúng ta còn tiến vào trong không? Mọi người đồng loạt nhìn qua. Trương Huyền trầm tư, nếu như suy đoán là chính xác, đi về phía trước, tất nhiên rất đáng sợ. Cho dù có chân khí thiên đạo, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Có thể nói, đi tới, mười chết không sống. Nhưng nếu như không tiến vào trong, lộ trùng còn muốn chữa trị tốt cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu vì lão sư như ta hắn ngay cả chết còn không sợ ta lại có gì đáng sợ phải lui lại nhớ tới thiếu niên ngăn cản ở trước người thần thái ung dung liều chết trương huyền khẽ cười trong ánh mắt lộ ra sự kiên định vì hắn lộ trùng có thể bỏ ra tất cả cho dù là sinh mạng chính mình một trưởng bối nếu như biết trước mặt nguy hiểm lại rút lui còn có tư cách gì làm tấm gương sáng cho người khác làm lão sư của hắn các ngươi ở chỗ này chờ một mình ta đi qua nếu như qua hai canh giờ chưa thấy đi ra có thể phải làm phiền tái các chủ triệu công tử dẫn học sinh của ta và tôn cường ra ngoài hai tay vung trương huyền phân phó lão sư ta không quay về ta muốn đi cùng với lão sư triệu nhã bước lên trước chúng ta cũng vậy lão sư đi đâu chúng ta đi tới nơi đó ánh mắt đám người viên đào cũng kiên định không có trương sư bọn họ chỉ là học viên không có tiếng tăm gì ở thiên huyền vương quốc mà thôi mà bây giờ mỗi một người thành tựu trí tôn lực có thể nhổ núi hiện tại lão sư vì lộ trùng không tiếc lấy thân sông vào nơi nguy hiểm làm học sinh bọn họ làm sao có thể lùi bước trong lòng trương huyền ấm áp một hồi chỉ có điều trước mặt thật sự quỷ dị để cho bọn họ đi qua quá mức nguy hiểm hắn có chút do dự vẫn lắc đầu sắc mặt trầm xuống Cố gắng ở chỗ này đợi. Thế nào, ngay cả lời của lão sư cũng không nghe sao? Vẫn mong lão sư không nên đuổi chúng ta đi. Lão sư tiến vào nguy hiểm, làm học sinh không thể lấy thân làm thay, cho dù sau này sống sót cũng sẽ ngày đêm bị lương tâm khiển trách, không có cách nào an lòng. Ánh mắt Triệu Nhã mang theo sự kiên định. Đúng vậy, lão sư, mong lão sư không cần đuổi chúng ta. Cho dù chống lại lệnh của lão sư, ta cũng sẽ theo sau. Chương 866, lần thứ hai được trời thừa nhận danh sư khai. Vương Dĩnh nói: Nàng bình thường rất không có chủ kiến, tính cách cũng tương đối mềm yếu, mà lúc này, ánh mắt nàng kiên định, không thể dao động. Nếu các ngươi thật sự muốn đi, được, theo ta cùng đi. Biết bọn họ là không muốn để cho mình mạo hiểm, rất sợ gặp bất chắc, Trương Huyền cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lão sư vì học sinh, học sinh vì lão sư, đây mới thật sự là Sư sinh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong mắt, đám người Triệu Phi Vũ đều cảm thấy trong lòng xúc động. Trước đó, bọn họ còn đang suy nghĩ, Trương sư là người có bản lĩnh như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác dẫn theo một đám tiểu tử thực lực không đủ, tuổi lại nhỏ đi theo ở phía sau. Bây giờ bọn họ mới biết, đây mới là lão sư và học sinh chân chính. Lão sư có thể vì học sinh, đối mặt với nguy hiểm không lùi bước. Học sinh cũng có thể vì lão sư, nguy hiểm nữa cũng không dao động. Người người vì ta, ta vì mọi người. Ầm ầm. Lại ở thời điểm trong lòng xúc động, đột nhiên cảm thấy trước mắt có một khí tức cường đại hạ xuống. Trong thiên địa, một lực lượng đặc biệt tập trung lại, không phải là linh khí, cũng không phải là chân nguyên, khiến người ta vừa ngửi được một hơi, lại cảm thấy tư duy nhanh chóng, trong đầu càng rõ ràng hơn. Lực lượng này trực tiếp tập trung lại về phía trước Trương Huyền giống như dòng nước lũ khiến cho toàn thân hắn trở nên càng cao lớn hơn khí chất càng thêm cao vời là trời thừa nhận danh sư đồng tử co lại triệu phi vũ nghĩ tới điều gì môi run rẩy không thể tin được trời thừa nhận danh sư điều này sao có thể như vậy được kim tòng hải cũng bị dọa cho giật mình trời thừa nhận danh sư chẳng khác nào được ông trời tán thành thân phận tự động thăng cấp làm danh sư cho dù không cần sát hạch cũng sẽ được thừa nhận đại lục truyền thừa nhiều năm như vậy chỉ có khổng sư thành công qua người trương sư trước mắt này tự nhiên làm được không biết có phải là thật hay không không thật sự là trời thừa nhận danh sư hơn nữa hình như không chỉ đơn giản là nhị tinh sắc mặt tái các chủ cũng đỏ lên làm một các chủ dám bảo các duy nhất ở vạn liên minh quốc tế dám bảo sư tứ tinh đỉnh phong danh sư hắn thấy cũng nhiều nhưng trực tiếp nhận được ông trời tán thành hắn lại chỉ nghe nói qua đối phương nói qua Hắn là danh sư nhị tinh, cho dù ông trời tán thành, cũng tối đa là nhị tinh, tam tinh. Nhưng khí tức trước mắt nồng hậu, khiến người ta có một loại cảm giác tự nhiên thuần phục. Không cần suy nghĩ, tuyệt đối vượt quá nhị tinh, về phần đạt tới mấy sao, không phải là danh sư cũng chưa từng trải qua, căn bản không nhìn ra. Chỉ có điều, không quan tâm là mấy sao, có thể được đến ông trời tán thành, cũng xem như là kinh thế hãi tục, khiến người ta khủng hoảng. Cái này khác với sự chấn động kinh ngạc của mọi người lúc này trương huyền cũng có chút choáng váng mơ hồ vừa rồi đáp ứng đám người triệu nhã hắn không có ý khác chẳng qua là hắn cảm thấy mình cũng không thể cứ bảo vệ học sinh ở dưới cánh chim của mình có đôi khi cũng phải trải qua nguy hiểm lại giống như cây cối cứ sử dụng tường bảo vệ không trải qua mưa gió vĩnh viễn không có khả năng lớn lên thành tài nghĩ thông suốt những điều này hắn trực tiếp đáp ứng không nghĩ tới tâm cảnh nâng cao, lại dẫn phát trời thừa nhận danh sư. Loại tình huống này, trước đây hắn đã gặp được một lần, lực lượng đặc biệt không ngừng dũng mãnh tràn vào trong đầu, tuy rằng khiến cho hắn có chút mê muội, nhưng hắn cũng biết đây là cơ hội rất tốt để thăng cấp. Lúc này hắn không chút do so dự nào, khoanh chân ngồi dưới đất, tập trung tinh thần, điên cuồng hấp thu lực lượng đặc biệt từ không trung vào tới. Âm âm, mức độ tâm cảnh ở dưới lực lượng trùng kích này cũng đang không ngừng tăng thêm. Tư duy toàn thân càng nhanh chóng và rõ ràng. Danh sư Đường tại Vạn Quốc Thành. Lần này thi đấu danh sư, làm chủ nhà, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, tranh thủ bắt được một thứ hạng tốt. Khang Đường chủ ngồi ở chỗ ngồi, nhìn quanh một vòng. Ngồi trong gian phòng đều là trưởng lão của danh sư Đường. Hai vị trưởng lão Tô Phàm, Lăng Vũ Hằng thình lình cũng có mặt. Thi đấu danh sư, địa điểm không phải cố định, 27 chỗ thế lực thay phiên tiến hành lần này vạn quốc thành chỉ là vừa vặn làm chủ nhà mà thôi. Trước đây thành tích không tốt, vẫn có thể nói là chiến đấu trên sân khách. Hiện tại ở chỗ này, nếu như vẫn kém như vậy, thật sự lại mất mặt. Vâng, mọi người gật đầu. Lần này, tất cả trưởng lão chúng ta tổng cộng đề cử 6 người lựa chọn. Ta xem lý lịch, quả thật đều hoàn toàn xứng đáng là trẻ tuổi tài tuấn. Chỉ có điều, chúng ta có thể tham gia so tài, chỉ có hai người. Cho nên phải sớm tuyển chọn một chút." Khang Đường chủ tiếp tục nói, hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên thân thể cứng đờ. Tất cả trưởng lão cũng giống phát hiện ra cái gì, mỗi một người đồng tử co lại, đồng loạt nhìn về phía một phương hướng. Vạn bài chấn động, tiếng chuông cùng ngân lên, đây là trời thừa nhận danh sư. Không biết qua bao lâu, Khang Đường chủ mới sử dụng giọng nói khô khốc kêu lên. Tuy rằng trời thừa nhận danh sư, xuất hiện ở nghiệp đoàn tương ứng nhưng hiện tại thiên tài tuyệt thế của các thế lực lớn cơ bản đều đã đi tới vạn quốc thành có thể là bọn họ kích phát đúng vậy ở vạn quốc thành nhận được trời xanh tán thành hoàn toàn có thể khiến cho danh sư đường chúng ta run rẩy nhanh đi điều tra một chút rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài ở trong thành xem ra quán quân lần này tất nhiên là người này tất cả trưởng lão sắc mặt mỗi người trắng bệch thì thào tự nói trời thừa nhận danh sư đây chính là tồn tại so với tiền bối nhận thức còn muốn đáng sợ hơn. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có một mình Khổng Sư làm được. Không quan tâm thế lực nào, xuất hiện một thiên tài như vậy, không cần suy nghĩ. Lần thi đấu này, quán quân khẳng định được quyết định. Lẽ nào, là hắn? Khác với sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Tô Sư và Lăng Sư liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên trong đầu xuất hiện một bóng người. Chỉ có điều, bọn họ lập tức lắc đầu hắn vừa thi xong danh sư nhị tinh, hơn nữa thực lực ngay cả trí tôn cũng chưa tới. Cho dù có thể sát hạch càng cao hơn, lại làm sao có thể gây ra loại cảnh tượng chấn động, trời thừa nhận danh sư này. Cho nên, nhất định không phải. chương 867, Thận thần huyễn cảnh 1 Không biết qua bao lâu, Trương Huyền lúc này mới dừng lại, thân thể nhảy lên một cái đứng lên. Không hổ danh là trời thừa nhận danh sư, quả nhiên không tầm thường. Giống như lần trước, Tuy rằng tu vi không tăng thêm, vẫn là tăng thọ cảnh đỉnh phong, nhưng toàn thân đối với tu luyện, võ kỹ có lý giải sâu hơn. Lực chiến đấu chợt tăng lên không chỉ gấp đôi. Nếu như nói, trước đó có thể hắn cùng hóa phàm nhị trọng trung kỳ chiến đấu, không rơi xuống hạ phong. Vậy hiện tại mặc dù không mượn thiên đạo đồ thư quán, so với nguyên khí cảnh hậu kỳ, cũng hoàn toàn không yếu hơn. Mức độ tâm cảnh cũng có biến hóa cực lớn, từ 12.1 một, một đường tăng vọt, đạt tới 14.1 nói cách khác, tăng thêm tròn 2.0 vạch. Loại khoảng cách này, mặc dù không có kinh khủng như sách thiên đạo vậy, nếu chỉ dựa vào tu luyện, không mất 10 năm khổ công, cũng không có khả năng hoàn thành. Nói cách khác, một lần trời thừa nhận danh sư, ở trên mức độ tâm cảnh, khiến cho hắn bớt đi ít nhất mấy chục năm tu luyện. Đáng sợ, mặt khác mắt minh lý và sư ngôn thiên bẩm cũng có tiến bước. Cái trước tất nhiên vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu tồn tại vượt quá bản thân hai cấp bậc nhỏ. Hiện tại, mặc dù là cường giả nguyên khí cảnh trung kỳ, hắn cũng có thể dễ dàng nhìn thấu. Về phần sư ngôn thiên bẩm, ý niệm vận chuyển, xuất khẩu thành thơ, càng làm cho người ta tin tưởng và nghe theo, khó có thể từ chối. Trước đó Mê Hoặc Tống Siêu còn cần tiêu hao hồn lực, các loại thuyết phục. Hiện tại, chỉ cần sư ngôn thiên bẩm vận chuyển, hắn sẽ không tự chủ được tin tưởng, không có cách nào phản bác. Quan trọng hơn chính là nhận được thiên địa tán thành, đối với danh sư lý giải cũng càng sâu sắc, tâm cảnh ở trên mức độ thông minh đi xa hơn. Không hổ danh là thiên địa tán thành, người người đều muốn đạt được. Đối với danh sư mà nói, tác dụng to lớn, không khác gì tái tạo. Năng lực danh sư tiến bước, tu vi dù chưa đột phá, lại cũng không xa. Trời thừa nhận danh sư, khiến cho nhận thức của hắn đối với tu vi càng rõ ràng hơn. Hiện tại mặc dù là tăng thọ cảnh đỉnh phong, muốn đột phá lại rất dễ dàng. Dù sao, hắn lại học qua mấy trăm quyển bí tịch nguyên khí cảnh. Cho dù không hình thành công pháp Thiên đạo hoàn chỉnh không xuất mẻ, nhưng cũng có phương hướng chỉ điểm tu luyện. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, đột phá cũng không phức tạp. Nhìn lại gian phòng này xem, cảm nhận hết biến hóa trên người, Trương Huyền ngẩng đầu lại nhìn về phía trước mắt. Không phải là trận pháp, cũng không phải là cơ quan. Tâm cảnh toàn vẹn chuyển động như ý, khả năng quan sát nhìn đồ cũng lại lớn hơn so với trước. Vừa rồi không nhận ra thứ trước mắt rốt cuộc là cái gì. Hiện tại nhìn một cái, dĩ nhiên hiểu rõ ràng hơn. Trương sư có phải nhìn ra cái gì hay không? Mọi người nhìn qua. Trời thừa nhận danh sư, bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng có thể trở thành truyền thuyết của danh sư đường, khẳng định không đơn giản. Là thủ đoạn vu hồn sư mê hoặc linh hồn. Nói cách khác, những gì chúng ta nhìn thấy được, đều là giả, là huyễn cảnh. Nhân mày lại, Trương Huyền nói. Nếu như là huyễn cảnh, vậy khôi lỗi vừa rồi, làm sao có thể đột nhiên biến mất? Lạc Trúc không tin. Huyễn cảnh, tối đa có thể khiến cho người mê huyễn, sẽ không truyền tống đổ đi ra ngoài. Khôi lỗi đi ra khỏi lối đi lại biến mất, rất rõ ràng bị trận pháp lợi hại nào đó truyền tống rời khỏi. Vu hồn sư tiến hành mê hoặc đối với sinh mạng có linh hồn, khiến cho chúng ta nhìn thấy được cùng một hình ảnh cũng lại tự nhiên cho rằng là sự thật. Nhưng, khôi lỗi khác nhau, nó không có linh hồn, không có tư tưởng, không có cách nào mê hoặc. Cho nên, không phải biến mất, mà là thân ở trong sự thật, không có cách nào tiến vào huyến cảnh, tất nhiên cũng lại không thấy được. Trương Huyền giải thích, vu hồn sư tiến hành mê hoặc đối với sinh mạng có linh hồn, khiến người ta không phân rõ hiện thực và hư ảo. Khôi lỗi không giống vậy, không có cách nào mê hoặc, trực tiếp đi vào hiện thực, tất nhiên cũng sẽ không lại nhìn thấy được. Nếu như là sự thật, chẳng lẽ là thận thần huyễn hải của vu hồn sư? Nghĩ đến cái gì, sắc mặt lạc trúc đột nhiên trắng bệch, khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Thận thần huyễn hải, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt mê man, ngay cả tái các chủ luôn luôn nghe nhiều biết rộng, cũng không hiểu nguyên nhân. Thận thần huyễn hải là một loại thủ đoạn đặc biệt của vu hồn sư, có thể lợi dụng hồn lực, bố trí ra một cảnh tượng vô cùng chân thực, khiến người ta không kìm lòng được đi vào giống như ảo ảnh trong sa mạc một khi tiến vào chẳng khác nào linh hồn rời khỏi thân xác bị hắn khống chế lại không có cách nào rời khỏi vừa giải thích lạc trúc vừa run rẩy linh hồn rời khỏi mọi người đều giật nảy mình người mặc dù có thể chống lại hồn sư là bởi vì có thân thể tồn tại một khi rời khỏi còn không tùy ý bị khống chế người làm giao thất ta làm thịt cá sao không sai nếu như vừa chúng ta tiến vào trong chẳng khác nào linh hồn rời khỏi thân thể cho dù không chết cũng không khác biệt lắm đầu lạc trúc đầy mồ hôi lạnh khuôn mặt tất cả những người khác cũng đều trắng bệch may mà nhìn thấy được điểm quái dị không trực tiếp tiến tới nếu thật sự qua linh hồn rời khỏi thân thể chết cũng không biết chết như thế nào không hổ danh là vu hồn sư quả nhiên đáng sợ ngay cả thủ đoạn giết người cũng khó lòng phòng bị chỉ là có thể thi triển thận thần huyễn hải, nói rõ cấp bậc ít nhất đạt tới lục tinh. Chẳng lẽ đó là ngôi mộ của một, vu hồn sư lục tinh? Lạc Trúc nghi ngờ, thận thần huyễn hải không phải tùy tiện vu hồn sư nào cũng có thể thi triển ra. Chỉ có đạt được lục tinh mới có thể làm được. Hồn sư giống như danh sư ở trong chức nghiệp thượng cửu lưu, yêu cầu đối với thực lực cực cao. Tu vi không đạt được, không có khả năng hoàn thành. Nói cách khác, chủ nhân của cái mộ này có thể là một vị vu hồn sư lục tinh. Loại cấp bậc như vậy, sống sót tuyệt đối đứng ở đỉnh phong nhất của hóa phàm. Cho dù sau khi chết, cũng không phải là tồn tại những người như bọn họ có thể chống lại được. Ta thấy chúng ta vẫn nên lập tức rời đi thì thỏa đáng hơn. Lông mày tái các chủ thoáng giật. Hắn tuy rằng cũng muốn xem thử một chút về mộ của vu hồn sư, biết một chút xem có bảo tàng gì. Nhưng nếu như chủ nhân của ngôi mộ lúc còn sống đã tới trước lục tinh, hắn tuyệt đối không dám quấy dày. Không sai, loại cấp cường giả này, không phải là người chúng ta có thể động tới. Kim Tòng Hải cũng siết chặt nắm đấm, vội vàng mở miệng. chương 868, Thận Thần Nguyễn Cảnh 2 Tu Vi càng cao, càng biết kính nể, e sợ. Học vấn càng cao, càng hiểu rõ vô tri. Muốn đối phó với vu hồn sư lục tinh, cho dù là tồn tại đã chết không biết bao nhiêu năm, chỉ dựa vào mấy người bọn họ khẳng định cũng làm không được rời khỏi là ý kiến hay ngẩng đầu liếc mắt nhìn trương huyền cười khổ một tiếng chỉ có điều sợ rằng hiện tại đã muộn kha kha còn chưa nói dứt lời mọi người lại cảm thấy lạnh giá một hồi một tiếng cười thâm trầm vang lên không nghĩ tới thận thần huyễn hải của ta tự nhiên dễ dàng bị nhìn thấu như vậy không tệ xem ra mấy thân thể tới không tệ để sống lại âm thanh quỷ dị trói tai Dường như vang vọng ở sâu bên trong linh hồn, khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Âm. Âm thanh kết thúc, đóa hoa, mây trắng trước mắt biến mất. Một đại điện trống trải xuất hiện ở trước mắt. Trong đại điện, chỉ có một quan tài yên tĩnh đặt ở trong đó, cách mọi người khoảng cách có 4, 50 thước, không nhìn thấy rõ lắm kích thước cụ thể, chỉ có điều, chỉ dựa vào hình dáng, so với bốn cái trong điện phủ đầu tiên, lớn hơn, cũng có vẻ vừa dày vừa nặng hơn. Sống lại người muốn đoạt xác của chúng ta sao ánh mắt trương huyền nheo lại tâm cảnh thông minh toàn lực vận chuyển hắn đã không có tâm tình tiêu cực như khẩn trương khiếp sợ ngủ say nhiều năm như vậy có người tiến đến đương nhiên phải đoạt xác nếu không làm thế nào sống lại tiếng cười hắc hắc vang lên nghe hắn nói mắt minh lý của trương huyền lóe lên không ngừng tìm kiếm ở bốn phía xung quanh không quan tâm thực lực người này mạnh tới mức nào dù sao đã chết không biết bao nhiêu năm. Nhìn thấy mọi người tiến vào môi mộ, tình nguyện thi triển huyến cảnh mê hoặc, cũng không hiện thân, nói rõ. Không đáng sợ như trong tưởng tượng. Chỉ cần tìm được chỗ ẩn thân, có thể sẽ có khả năng xoay chuyển. Chỉ có điều, hắn nhìn một vòng, cũng không có phát hiện gì, cái gì cũng không nhìn ra. Không cần uổng phí tâm cơ, ta không muốn xuất hiện, chỉ dựa vào loại thực lực mèo ba chân của các ngươi, ai có thể phát hiện hình như nhìn ra được mục đích của hắn giọng nói lại vang lên lần nữa trương huyền trầm mặc giọng nói này thông qua linh hồn truyền bá trực tiếp vang vọng ở trong đầu đối phương không muốn xuất hiện quả thật khó có thể tìm kiếm hắn quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn đám người kim tòng hải tái các chủ thấy bọn họ cũng không nhịn được lắc đầu xem ra hai người này cũng giống như hắn nghĩ cũng muốn thông qua giọng nói tìm được nơi phát ra lại cũng bất đắc dĩ phát hiện không thành công Trương Sư, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Người dẫn theo công tử và những người khác nhân cơ hội rời khỏi đây. Đang suy nghĩ bây giờ phải làm sao, bên tai hắn vang lên truyền âm của Kim Tòng Hải. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Kim Tòng Hải tràn ngập sư kiên định, lộ ra quyết tâm liều chết. Người có biện pháp? Trương Huyền truyền âm. Không, chỉ có điều, trên người ta có vài loại độc có thể có tác dụng đối với linh hồn, có lẽ sẽ có chút hiệu quả, Ánh mắt Kim Tòng Hải nghiêm trọng. Độc dược lợi hại, không chỉ có thể độc chết thân thể, ngay cả linh hồn cũng có thể giết chết. Thật giống như thai độc tiên thiên trên người Trương Huyền, thời gian mang thai bị người cấy vào, dựa theo sinh mạng truyền lại, khiến cho người ta sống không quá 30 tuổi, so với loại bỏ linh hồn còn muốn khủng khiếp hơn. Muốn độc chết ta, cũng phải tìm được ta trước mới được. Hai người đang bàn bạc, giọng nói lại vang lên lần nữa. Người có thể nghe được truyền âm. Ánh mắt Trương Huyền trợn tròn. Bọn họ vừa sử dụng chính là truyền âm, chỉ có hai người đối thoại mới có thể biết nội dung. Cho dù tái các chủ đứng ở bên cạnh cũng không hiểu rõ tình hình, người này tự nhiên lại nghe được tất cả đều rõ ràng, biết sẽ hạ độc đối với hắn. Cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Ta có thể sử dụng linh hồn khai thông cùng các ngươi, đừng nói truyền âm, các ngươi suy nghĩ điều gì, ta cũng có thể đều rõ ràng tất cả. Hừ lạnh một tiếng, giọng nói tiếp tục nói. Được rồi, không nên bạo gan dẫy ruộng. Cái lối đi này mặc dù không có cơ quan và nguy hiểm, lại có thể mở ra và đóng lại. Vừa rồi, thời điểm các người bị thận thần huyễn hải mê hoặc, ta đã đóng lại. Cho dù còn muốn chạy, cũng đã muộn. Nghe nói như thế, mọi người đồng loạt nhìn về phía sau. Vừa nhìn tới, sắc mặt bọn họ đồng thời trắng bệch. Quả nhiên giống như lời đối phương nói, lối đi phía sau, bị một tảng đá chặn ngang, che kín hoàn toàn không có chút vết tích, Thật giống như không cái lối đi này. Ta thử xem. Sắc mặt tái xanh, Kim Tòng Hải xoay người một quyền đánh về phía tảng đá. Ầm ầm. Tảng đá lắc lư kịch liệt một hồi, tảng đá giống như được vật lớn nào đó bảo vệ, mặc dù hắn lực lượng có hóa phàm tứ trọng, cũng không có cách nào chấn động, càng chưa nói tới phá vỡ. Ta cũng thử xem. Tài các chủ cũng đi lên phía trước, lấy ra trường đao, liền chắm mấy cái, kết quả giống như Kim Tòng Hải, không có bất kỳ hiệu quả nào. Đây là khóa đoạn long do Thiên Công sư Lục Tinh bố trí, trừ khi đạt được hóa phàm cửu trọng, mới có khả năng chỉ dựa vào lực lượng phá vỡ. Bằng không, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chết ở chỗ này, hoặc bị ta đoạt xác. Tiếng cười khà khà vang lên. Khóa đoạn long. Sắc mặt mọi người khó coi. Bị nhốt ở đây, không có cách nào đi về phía trước, lại không dám lui về phía sau. Lẽ nào, thật sự chỉ có thể chờ chết? chương 869, tới trước 1.000 quyển xem thử một Khóa đoạn long là cơ quan cách thức đóng kín phòng ngựa cuối cùng, thiết kế máy móc linh hoạt. Tu vi không đạt được, lại không có cách nào phá mở. Thậm chí, một khi khóa kín, ngay cả bản thân thiên công sư cũng mở không ra. Sắc mặt tái các chủ tái xanh. Đây coi như là tuyệt chiêu cuối cùng của thiên công sư, giống như võ giả tự bảo. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sử dụng. Bình thường là vì đề phòng kẻ thù bên ngoài xâm nhập, hoặc cùng người khác đồng quy vô tận, mới có thể kích hoạt. Một khi hạ xuống, nhất định không có khả năng một lần nữa mở ra. Ngay cả rồng cũng không có cách nào tiến vào, được gọi là Đoạn Long. Trừ khi lực lượng vượt qua phạm vi loại cơ quan này có thể chịu được, mới có khả năng phá vỡ, thật giống như lời đối phương vừa nói vậy, hóa phàm cửu trọng. Bằng không, bất kể công kích như thế nào, đều chỉ là vô dụng. Vậy chúng ta chẳng phải là không ra được sao hóa phàm cửu trọng mới có khả năng mở ra trong đám người bọn họ mạnh nhất cũng lại là hóa phàm tứ trọng cách có thể phá vỡ còn kém xa phá cũng không phá nổi lại làm sao có khả năng rời khỏi ta xem một chút trương huyền cũng nhướng mày đi tới trước mặt cửa đá ngón tay gõ một cái trong đầu xuất hiện sách khóa đoạn long lục cấp thiên công sư lục tinh hồ dương tử chế luyện thành nguyên liệu đặc biệt chế luyện khó có thể phá vỡ. Khuyết điểm, một, thủ pháp luyện chế. Xem sách xong, sắc mặt Trương Huyền cũng trở nên hết sức khó coi. Tuy rằng cái khóa đoạn long này có khuyết điểm, nhưng đều không phải là thực lực như hắn, có thể phá giải. Nói cách khác, đối phương nói không sai, không đạt được hóa phàm cửu trọng, muốn đánh bại thứ này, tuyệt đối là không có khả năng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự bị vây chết ở chỗ này? Đang suy nghĩ rời đi như thế nào, liền nghe được giọng nói của Triệu Phi Vũ vang lên. Mọi người không cần khẩn trương, hắn nếu muốn đoạt xác, khẳng định không có khả năng cũng nhốt mình ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không có cách nào ra ngoài. Điều này, không sai, mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức mắt đồng thời sáng lên. Nếu người này muốn đoạt xác, khẳng định nghĩ sau khi thành công, rời đi như thế nào, làm sao có thể khiến mình ở bên trong cục diện hẳn phải chết. Rời đi như thế nào, giải quyết được người này xong lại nghĩ biện pháp hiện tại nguy hiểm lớn nhất của chúng ta không phải là bị vây khốn trương huyền nói cho dù thật sự không ra được thực ăn trong chiếc nhẫn chữ vật chỉ ít cũng có thể khiến cho mọi người sống thêm mấy năm cũng không có vấn đề gì lại thêm các loại linh thạch trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không chết được mà bây giờ đáng sợ nhất chính là chủ nhân của ngôi mộ vị vu hồn sư ẩn nấp ở xung quanh này không tìm ra giết chết hắn bọn họ khẳng định đều không sống nổi giải quyết ta các ngươi có thực lực này sao nghe được trương huyền nói giọng nói lạnh lùng gừ một tiếng không quan tâm có được hay không đều phải thử một lần kim tòng hải bước lên trước cổ tay lật một cái một cái bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn thận trọng nhìn quanh một vòng hình như muốn tìm ra vị trí của đối phương thử xem ta đây lại cho ngươi xem một chút loại ý nghĩ này là buồn cười biết bao ô giọng nói vừa kết thúc một luồng ánh sáng trực tiếp từ trong điện bắn qua kim tòng hải không kịp phản ứng đã bị bổ trúng ngực phụt toàn thân hắn bay ngược ra sau nặng nề dính ở trên tường miệng nôn ra từng ngụm máu kim tiền bối không nghĩ tới kim tòng hải thực lực mạnh nhất ngay cả một chiêu cũng không chịu được đã bị đánh bay trọng thương tất cả mọi người nhất thời đều siết chặt nắm đấm có thể thoáng cái đánh cường giả hóa phạm tứ trọng thành như vậy ngay cả năng lực né tránh phòng ngự như thế nào cũng không có, đối phương cho dù không phải là vu hồn sư lục tinh, thực lực như bọn họ cũng không có thể chống lại. Kim Tòng Hải bị đánh trọng thương, Trương Huyền vẫn chưa sốt ruột, mà mượn cơ hội nhìn về phía nơi ánh sáng phát sinh. Ông! Trong đầu hắn xuất hiện một quyển sách, tiện tay mở ra. Là lực lượng của cơ quan. Trương Huyền nhăn lông mày lại. Công kích vừa rồi, không phải do hồn sư thi triển võ kỹ, lại chính là lực lượng của cơ quan. Nói cách khác, chỉ dựa vào công kích vừa rồi, muốn tìm ra vị trí của đối phương, vẫn là không có khả năng. Hồn sư không có khả năng khiến cho người ta tìm được vị trí. Nếu không, sớm có sự chuẩn bị, đóng kín huyệt vị, làm thế nào đoạt xác. Thấy hành động của hắn, lạc trúc lại truyền âm qua. Cũng đúng. Trương Huyền gật đầu. Hồn sư đoạt xác, từ huyệt đạo xâm nhập, tương tự với tập kích bất ngờ nếu như sớm có đề phòng đóng kín huyệt đạo linh hồn chống cự đối phương muốn thành công sợ rằng cũng cần tốn cái giá không nhỏ dù sao cũng là đuổi hồn phách vốn có từ thân thể ra ngoài bản thân mình dung hợp tiến vào trong một khi chủ nhân thân thể liều chết chống cự nhận được một thi thể bị hủy cũng sẽ trở nên vô ích chính vì vậy người này nhất định là không có khả năng để cho mọi người phát hiện được tung tích bằng không đoạt xác không thành ngược lại cũng thôi một khi có người lấy ra vật phẩm đối phó linh hồn thực lực cường thịnh mấy đi nữa cũng vô dụng không cần tìm kiếm ta ở chỗ nào các ngươi không có khả năng tìm được cũng không cần nghĩ tới giết ta thực lực của các ngươi còn chưa đủ nghe được hai người truyền âm giọng nói tiếp tục vang lên giống như là mắt nhìn xuống mọi người tiến vào ở đây lại phải làm tốt dự định bị đoạt xác chỉ có điều ta chỉ có thể đoạt xác một nà cho nên những người khác đều là an toàn an toàn, sợ rằng không đơn giản như vậy. Tái các chủ bực bội nói, nhốt bọn họ ở chỗ này, khẳng định không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Hắn lại không tin, người này sau khi đoạt xác thành công, có thể để cho mọi người sống rời khỏi đây. Dù sao, vu hồn sư là cấm kỵ, một khi tin tức đoạt xác truyền đi, cho dù thành công, muốn giết chết hắn cũng không phải là số ít. Ta nói an toàn, chỉ là tạm thời không cần chết mà thôi về phần có thể sống bao lâu, lại xem lựa chọn của bản thân các ngươi. chương 870, tới trước 1.000 quyển xem thử 2. Tiếng cười khà khà lại vang lên. Lựa chọn. Trương Huyền nhíu mày. Không sai, ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên, chỗ của ta có ba cửa ải, nếu thông qua, có thể không giết. Chỉ có điều, ta cũng sẽ không dẫn theo rời khỏi đây, tùy ý ở chỗ này, tự sinh tự diệt. Âm thanh nói, cửa ải tất cả mọi người đều sửng sốt người này không phải muốn đoạt xác sao xông qua cửa ải làm gì trương huyền cũng cảm thấy giống như hòa thượng đầu chọc sờ không thấy tóc bình thường sát hạch danh sư sát hạch chức nghiệp đặc biệt mới có thể xông qua cửa ải người này thực lực mạnh như vậy muốn giết chết đám người mình dễ dàng như trở bàn tay chơi trò này làm gì chỉ có điều bây giờ bị vây khốn đối phương cho dù không hiện thân nắm giữ cơ quan muốn giết cứ giết muốn diệt lại diệt quyền quyết định không ở trong tay bọn họ lại nghi ngờ lại cảm thấy cổ quái cũng không có cách nào từ chối thứ hai trương huyền tiếp tục hỏi thứ hai ta sẽ giết chết mỗi một người các ngươi giết tới khi có người cam tâm tình nguyện xông qua ải mới thôi giọng điệu bực bội nói không nghĩ tới điều kiện thứ hai vẫn là xông qua cửa ải mọi người càng mê hoặc người này một lòng muốn để cho bọn họ xông qua ải rốt cuộc mục đích gì? Có phải là chọn dê đái khách hay không? Lạc Trúc không nhịn được nói. Chọn dê đái khách? Khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Chọn dê đãi khách, là cách nói của dân chăn nuôi. Khách tới, thông thường sẽ giết dê chiêu đãi, như vậy trong bầy dê, làm sao lựa chọn ra một con ngon nhất để giết là vấn đề lớn. Dưới tình huống bình thường, sẽ để bầy dê chạy nhanh, chạy rất vui vẻ, con chạy nhanh nhất Tất nhiên chất thịt tốt nhất. Đối phương để cho mọi người xông qua ải, có thể giống như chọn dê đãi khách, thông qua sát hạch, từ trong bọn họ lựa chọn một thể xác thích hợp nhất để đoạt xác, có khả năng dung hợp tốt nhất, khiến cho thực lực suy giảm thấp nhất hay không? Rất có thể. Phân tích một chút, Trương Huyền gật đầu. Nói như vậy, ngược lại có khả năng cực lớn. Vu hồn sư đoạt xác cũng không phải là người nào cũng thích hợp, thật giống như hồn phách trước kia, đoạt xác lạc trúc phù vi sụt giảm không nói, vẫn rất khó dung hợp thành công. Cho dù sau đó thật sự thành công, bởi vì thể chất không hợp, sau đó thành tựu cũng sẽ có hạn. Thật giống như người am hiểu sử dụng kiếm, không nên để cho hắn dùng búa sắt. Thứ không thích hợp, cho dù xem như là tốt, cũng không phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Người này buộc đám người mình xông qua cửa ải, rất có thể chính là ôm quyết định này, thông qua tuyển chọn, xác định thân thể thích hợp nhất mới quyết định. Nếu không một linh hồn sống không biết bao lâu không có khả năng nhàm chán như thế đóng khóa đoạn long cùng mọi người chơi đùa chắc hẳn mọi người vừa tới hắn liền làm ra quyết định này vừa mới bắt đầu không có bất kỳ hành động nào chờ bọn họ tiến vào lối đi mới chặt đứt đường lui lộ rõ âm thanh không sai ta chính là đang chọn dê đãi khách xem thử trong các ngươi có thể chất thích hợp với vu hồn hay không thế nào sợ rồi sao nghe được bọn họ nói chuyện giọng nói vang lên lần nữa khiếp sợ vẫn không đến mức ấy trương huyền lắc đầu cửa ải của ngươi ở đâu thể hiện ra để cho chúng ta xem một chút đi vậy còn tạm được thấy hắn đáp ứng lúc này giọng nói mới nói tiếp không nên kỳ vọng không qua cửa ải cũng sẽ không bị ta để ý tới tiêu chuẩn ta lựa chọn là thể chất mà không phải là tốc độ và thủ đoạn qua cửa ải nhớ kỹ có thể qua cửa ải, mới không bị giết chết. Không qua được, cũng chỉ có thể tiếc nuối cùng mọi người từ biệt. Âm âm, dựa theo lời nói kết thúc, trước mắt lắc lư một hồi, trong đại điện xuất hiện một tấm bia đá cực lớn. Phía trên này là dẫn hồn quyết cơ sở nhất của vu hồn sư. Các ngươi đều tu luyện một chút, có thể ở trong vòng 10 ngày, làm được dẫn hồn ra khỏi thân thể, lại tính là qua cửa ải. 10 ngày sau, làm không được, sẽ bị cơ quan trực tiếp loại bỏ giọng nói không có chút tình cảm nào khẽ nói. Dẫn hồn quyết, Trương Huyền nhìn về phía tấm bia đá, quả nhiên thấy phía trên viết chi chít đầy văn tự. Ba chữ lớn trước nhất, giống như đâm vào linh hồn, khiến cho người ta có một loại cảm giác tâm hồn chấn động. Dẫn hồn quyết, pháp môn tu luyện của vu hồn sư. Còn tưởng rằng cửa thứ nhất là cái gì, không nghĩ tới lại là công pháp tu luyện. Xem ra người này là muốn tuyển chọn người có thể tu luyện vu hồn thuật. Trương Huyền hiểu được, cũng đúng, có thể tu luyện dẫn hồn quyết, nói rõ thể chất thích hợp vu hồn, sau đó đoạt xác cũng có thể tu luyện, một lần nữa đạt được đỉnh phong. Am hiểu luyện kiếm, tự nhiên hy vọng đoạt xác một người sử dụng kiếm, lại tu luyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Làm vu hồn sư, quyết định đoạt xác, khẳng định cũng hy vọng tìm một người có thể tu luyện công pháp vu hồn. Sau khi thành công, cũng có thể sử dụng thân thể này tu luyện tốt hơn không nên ôm tâm lý may mắn kéo dài tới ngày cuối cùng lại dẫn hồn ra khỏi thân thể làm như vậy đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng nào có thiên phú hay không cũng không phải dựa vào tốc độ dẫn hồn quyết định hơn nữa dẫn hồn quyết một khi bắt đầu tu luyện lại không phải do mình rất sợ mọi người đùn đẩy lẫn nhau không chuyên tâm tu luyện giọng nói thâm trầm nói chỉ có điều lời của hắn còn chưa có kết thúc liền nghe được giọng nói của người thanh niên thản nhiên vang lên. Cái dẫn hồn quyết này, thoạt nhìn không tệ, chỉ có điều, người còn có công pháp cùng loại không. Càng nhiều càng tốt, không bằng, trước tiên đưa tới một nghìn quyển, để cho ta xem một chút. Giọng nói kia ngẩn ra. Một nghìn quyển, chương 871, thiên đạo dẫn hồn quyết một. Không chỉ giọng nói kia ngây người, ngay cả đám người tái các chủ cũng đồng thời cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì nôn ra máu, trước hết đưa tới một nghìn quyển. Thế nào cảm giác không giống như là vượt qua cửa ải, tu luyện giống như là gọi món ăn trong quán cơm vậy. Không biết ăn có không ngon hay không, tạm thời đưa tới một phần thử xem. Dẫn hồn quyết là cơ sở trở thành vu hồn sư, phương pháp chỉ có một, công pháp cũng chỉ có cuốn này, không có cuốn thứ hai. Lặng lẽ một lát, hình như vu hồn sư ẩn nấp ở nơi bóng tối, cũng bị nghẹn tới khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Không có cuốn thứ hai lông mày trương huyền nhíu lại một cái. Không sai, tất cả vu hồn sư đều tu luyện phương pháp này, lại không có phương pháp khác. Âm thanh nói tiếp, hiện tại bắt đầu tu luyện, trong vòng 10 ngày thành công dẫn hồn, tính là thông qua. Được rồi, biết đối phương tiến hành kiểm tra, tất nhiên không có khả năng lại bố trí thận thần huyễn hải tới mê huyễn, mọi người đi ra khỏi lối đi, đi tới phía trước tấm bia đá. Văn tự phía trên không biết do ai khắc thành, khiến người ta một loại thẩm mỹ khác thường. Không đọc nội dung, chỉ nhìn thể chữ một cách đơn thuần, lại làm cho tâm thần người ta an bình, linh hồn bình tĩnh. Sợ rằng thực sự là một vị hồn sư lục tinh. Chỉ nhìn văn tự một cách đơn thuần, lại xuất hiện loại tình huống này, không kém gì tác phẩm ngũ cảnh nói rõ hồn sư khắc tấm bia đá nghiên cứu đối với linh hồn đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Hiện tại xem ra lạc trúc nói không sai, kẻ đang ở trong bóng nói nói chuyện. Có khả năng thật sự đạt tới lục tinh, nếu không, tuyệt đối không có loại năng lực này. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm qua. Vù. Một quyển sách với nội dung tương tự xuất hiện. Dẫn hồn quyết, nhập môn của Vu hồn sư, vị hồn sư đầu tiên lưu mặc tử sáng chế, có thể tách rời linh hồn cùng thân thể. Khuyết điểm. Trang đầu tiên là giới thiệu về dẫn hồn quyết, sau đó là khuyết điểm. Cũng không quá nhiều, chỉ có 10 chỗ. Tùy tiện lật qua, phát hiện chỗ thiếu hụt của bộ công pháp này cũng không nhiều, chỉ có 10 chỗ. Công pháp nhìn thấy được trước đó, nhiều thì hơn 1.000, ít cũng có mấy trăm. Chỉ có 10 chỗ, nói rõ dẫn hồn quyết này truyền thừa xuống, không biết trải qua bao nhiêu người sửa chữa, đã gần hoàn mỹ. Thảo nào người này nói chỉ có một bộ, công pháp hoàn mỹ như vậy, có thể xuất hiện một bộ, đã rất tốt. Nghĩ tới xuất hiện bộ thứ hai, gần như không có khả năng. Đứng đầu thiên đạo, sai lầm càng ít, càng gần chân lý rất khó tìm ra cái thứ hai xem trước một vài chỗ thiếu hụt là cái gì hắn cúi đầu nhìn sang đầu tiên tu luyện thành công tu vi toàn thân sẽ bám vào ở trên linh hồn thân thể biến thành trống rỗng thoạt nhìn không giống với người bình thường trên thực tế lại là linh hồn khởi động không có cách nào dung hợp hoàn mỹ rất nhanh xem xong chỗ thiếu hụt đầu tiên sắc mặt trương huyền khó coi dựa theo như trên đã nói dẫn hồn thành công lại tương đương với tách linh hồn và thân thể. Cho dù sau đó có thể khống chế bản thân, cũng sẽ giống như khống chế khôi lỗi, ngoại trừ tiếp tục tu luyện công pháp phu hồn sư, công pháp nhân loại bình thường dĩ nhiên không có khả năng tu luyện nữa. Thật giống như lái xe, dẫn hồn thành công, thân thể biến thành xe ngựa, linh hồn lại là người lái xe. Muốn đi đâu, muốn làm gì, lái xe có thể làm được. Nhưng cho dù kỹ thuật lái xe có tốt, cũng sẽ không có linh hoạt giống như bản thân cơ thể người. Nói cách khác, dẫn hồn thành công, tu vi bám vào ở trên linh hồn, lại tương đương với bỏ qua thân thể mình, bỏ qua tu luyện trước đó. Cho dù sau đó linh hồn có thể dựa vào đoạt xác, tồn tại lâu dài, cũng sẽ người không ra người quỷ không ra quỷ, không thấy được ánh sáng. Ban đầu còn nghĩ, nếu như có thể nhận được truyền thừa của Vu hồn sư, thuận tiện học tập một chút nghề nghiệp này. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, nhất thời hứng thú hoàn toàn không có. Hắn tiếp tục xem xuống dưới. Rất nhanh, 10 chỗ thiếu hụt đều đã xem xong. Đối với cái dẫn hồn quyết này, hắn cũng có lý giải vượt qua người bình thường. Nếu như dựa theo cái này tu luyện, thành công, trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Không thành công, vô cùng có khả năng bị người trước mắt này giết chết. Trương huyền nhân mày lại. Trước đó không biết phu hồn sư, hắn không cảm thấy cái gì. Sau khi biết phương pháp tu luyện và chỗ thiếu hụt, trong lòng hắn nhất thời đầy cự tuyệt. Trước đó không nói công pháp thiên đạo của hắn là thiên hạ vô song, theo từng bước tu luyện, đứng ở đỉnh thế giới, chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ nói sau khi luyện thành, linh hồn và thân thể chia lìa trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, lại không phải là điều hắn muốn. Lại nói, trong cơ thể hắn nắm giữ thai độc tiên thiên, chỉ cần trước 30 tuổi, không đạt được danh sư cửu tinh, cho dù biến thành một đám linh hồn, rời khỏi thân thể, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thai độc tiên thiên, lại là thứ năm đó, Khổng Sư cũng không có cách nào. Nếu như Vu Hồn Sư thật sự có thể giải quyết, cũng không đến mức vào Trầm Hải, tiến vào Mãng Nguyên, ba lần xuống hang động dưới đất, nhiều lần mạo hiểm, chỉ vì tăng thực lực lên nhanh nhất. Thứ này không thể tu luyện, lại không tu luyện cũng không được. Kẻ trốn ở trong bóng tối, ít nhất là vị Hồn Sư Lục Tinh, bọn họ căn bản không thể chống lại. Hơn nữa, cho dù thực lực không đủ, dựa vào ở đây không biết che giấu cơ quan ở nơi nào là có thể tàn sát mọi người không còn một mảnh. Tu luyện lại không có thể trở thành danh sư, đến lúc đó thai độc phát tác, 30 tuổi hẳn phải chết. Không tu luyện, người này vô cùng có khả năng trở mặt tại chỗ, chém giết cũng không phải không có khả năng. Làm cũng không được, không làm cũng không được. Lo lắng đến mức đầu óc cũng lớn lên. Ừ, nếu như có thể nghĩ biện pháp thay đổi dẫn hồn quyết, khiến cho linh hồn và thân thể vừa có thể tách ra, lại có thể dung hợp hoàn mỹ, không phải không thành vấn đề sao. Suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, một phương pháp xông ra. Cái dẫn hồn quyết này là có chỗ thiếu hụt, chỉ cần bổ sung những chỗ thiếu hụt hoàn chỉnh, linh hồn và thân thể hợp nhất, hình thành công pháp thiên đạo hoàn mỹ, không phải có thể yên tâm tu luyện sao. Công pháp thiên đạo, hoàn mỹ không sứt mẻ, chỉ cần hình thành, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống ấu khi dẫn hồn ra khỏi thân thể, linh hồn và thân thể thịt không có cách nào thống nhất tình hình chỉ có điều, đi nơi nào tìm công pháp vu hồn sư bổ sung đầy đủ. Hắn nhân mày lại, công pháp của vu hồn sư, chú ý chính là ý niệm và linh hồn. Trước đây hắn thu thập, phần lớn là thân thể và chân khí, hoàn toàn không phù hợp. Cho dù đặt chung một chỗ, cũng không có cách nào tinh luyện công pháp thiên đạo. Chỉ có tìm kiếm càng nhiều phương pháp tu luyện của vu hồn sư, mới có thể làm cho nó hoàn chỉnh. Chương 872, Thiên đạo dẫn hồn quyết 2 nhưng vu hồn sư thất truyền từ lâu kẻ ẩn nấp ở trong bóng tối không có khả năng lấy ra càng nhiều công pháp hơn ừ công pháp tìm vu hồn sư làm gì chỉ cần là công pháp pháp quyết hữu ích đối với linh hồn đều có thể được đang giàu dĩ đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên vỗ chán một cái trước đó vẫn rơi vào con đường sai lầm vu hồn sư nói trắng ra là một loại phương pháp tu luyện linh hồn đặc biệt muốn mượn linh hồn đoạt xác đạt được mục đích trường sinh không tìm được công pháp vô hồn xưa tu luyện, nhưng phương pháp linh hồn tu luyện, hắn lại thu thập không ít. Trên đường đi tới Thiên Huyền Vương quốc, mỗi lần thu thập một tàng thư khố, đều sẽ có không ít giới thiệu thủ đoạn liên quan tới linh hồn, luyện tập lực tinh thần. Tuy rằng đều tương đối nông cạn, đơn giản, không cần phải tu luyện, nhưng số lượng nhiều không chịu nổi. Trước đó thu thập tất cả cùng một chỗ, có khả năng chưa từng sử dụng gì. Nếu như dung hợp với dẫn hồn quyết này chỉ có 10 chỗ thiếu hụt gặp phải tình huống gì. Mắt lộ ra nhiệt tình, Trương Huyền khẽ cười, tinh thần thoáng động. Tu luyện linh hồn, công pháp lực tinh thần, sách. Âm, um, dựa theo ý niệm, tất cả loại thư tịch này bên trong thiên đạo đồ thư quán lập tức xuất hiện ở trước mắt, trông chất giống như núi, đủ xếp thành 10 giá sách, không dưới mấy vạn quyển. Tinh thần, linh hồn, không chỉ là căn bản tu luyện của vu hồn sư, cũng là căn bản của võ giả. Loại phương pháp luyện tập này cũng không ít, chỉ có điều so với dẫn hồn quyết, lại thô ráp hơn rất nhiều. Rất nhiều đều là rèn luyện ý chí như thế nào, tu hành khổ hạnh giống như tăng nhân, sau đó mượn hấp dẫn bên ngoài, kiên định trong lòng. Chính xác. Tiện tay ném dẫn hồn quyết vừa nhận được vào trong giá sách, khẽ kêu lên một tiếng. Phần Phật, mấy vạn bộ sách dung hợp thành một quyển bí tịch. Hắn đưa tay tiếp nhận, vội vàng mở ra. Linh hồn cơ thể người, kỳ diệu vô cùng, nhưng dung hợp tu luyện thân thể cũng có thể tách ra trở thành vu hồn hai bên trái ngược nhau cũng thống nhất qua lại trên sách ghi chép một loại phương pháp tu luyện mới rất nhanh đã xem xong hơi thở không nhịn được trở nên gấp gáp trương huyền hưng phấn hai mắt tỏa sáng quả nhiên không có chỗ thiếu hụt công pháp thiên đạo khương pháp lấy ra tất cả bộ phận chính xác của võ giả tu luyện lực tinh thần linh hồn cùng dẫn hồn quyết của vu hồn sư dung hợp cùng nhau quả nhiên có thể hình thành phương pháp tu luyện chính xác Phương pháp này hoàn toàn không tình huống linh hồn và thân thể không hợp nhất. Nói cách khác, dựa theo cái này tu luyện, cũng có thể trở thành vu hồn sư, nhưng không chịu hạn chế của vu hồn sư bình thường, linh hồn cùng thân thể cũng dung hợp hoàn mỹ, cũng có thể tu luyện công pháp của võ giả. Chỗ thiếu hụt trước đó được giải quyết tốt đẹp. Quá tốt, tu luyện. Nhưng ý nghĩ này lại nói tiếp thì phức tạp, trên thực tế chỉ có khoảng mấy hơi thở, ghi nhớ thiên đạo dẫn hồn quyết ở trong đầu tập trung tinh thần cao độ, bắt đầu tu luyện. Lực lượng trong cơ thể lao nhanh, linh hồn bị hút ra khỏi thân thể từng chút một. Dẫn hồn quyết thiên đạo là tách rời linh hồn và thân thể, không cần hấp thu linh khí, cũng không cần mượn các loại ngoại lực như linh thạch, tiến hành lên vô cùng đơn giản. Kéo kẹt, kéo kẹt, hình như ép thứ gì đó từ trong thân thể ra ngoài, lại giống như từ trên núi cao nhảy xuống, thân thể không tự khống chế được. Ông, thế giới trước mắt trong nháy mắt thay đổi. Trương Huyền hình như thấy được một bản thân khác đang đứng lặng lẽ ở tại chỗ, hắn lại nhẹ bóng lơ lửng. Hồn phách rời khỏi thân thể. Không hổ danh là công pháp Thiên Đạo, chỉ dùng không bao lâu, lại tu luyện hoàn thành. Linh hồn nhìn lại về phía xung quanh, xem có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương hay không, nhưng vẫn hoàn toàn không có phát hiện. Xem ra người này ẩn nấp tương đối sâu, nếu không mắt minh lý không có khả năng cũng không thấy được. Vô Hắn lại trở về thân thể. Trước mắt tối sầm, thoáng lảo đảo một cái. Thời gian hồn phách rời khỏi thân thể tuy rằng không dài, lại làm cho hắn cảm nhận được mệt mỏi dã rời. Chân khí thiên đạo vận chuyển một chu thiên, lúc này mới khôi phục lại. Một lần nữa mở mắt, hắn liền nhìn thấy đám người Triệu Nhã vây quanh, vẻ mặt lo lắng. "Lão sư, lão sư không sao chứ?" Các nàng vừa xem xong dẫn hồn quyết một lượt, vẫn không có hoàn toàn lý giải ý tứ trong đó đã thấy lão sư thiếu chút nữa ngã sắp xuống mỗi một người lộ ra vẻ lo lắng ta không sao trương huyền mỉm cười trong lòng đồng thời nghi ngờ vừa rồi hồn phách của hắn rời khỏi thân thể dựa theo đạo lý vua hồn sư kia chắc hẳn là phát hiện ra mới phải thế nào lại không nói chuyện chẳng lẽ dẫn hồn quyết thiên đạo hình thành hồn phách khác với vu hồn sư hắn nhìn không thấy thử xem ánh mắt lóe lên trương huyền mỉm cười Đối mọi người khoát tay áo. Mọi người tạm thời không cần vội tu luyện, ta vừa rồi xem một lượt, cảm thấy môn công pháp này căn bản không có cách nào khiến người ta dẫn hồn thành công, sẽ không phải là gạt chúng ta, cố ý sử dụng công pháp giả chứ? Công pháp giả, nói bậy. Nghe nói như thế, giọng nói âm u lạnh lẽo kia quát lớn một tiếng. Chương 873, ta có thể dạy ngươi một. Mọi người đều không biết tại sao Trương lão sư lại nói như vậy. Mỗi một người đều vô cùng kỳ quái. Nói bậy, Trương Huyền lắc đầu. Người xem một đoạn này, phát tất cả chân khí trong cơ thể ra các huyệt, phối hợp linh hồn, ngừng tụ thành hình. Bình thường tu luyện, đều tập trung chân khí bên trong huyệt đạo lại đến đan điền, tích cắt thành tháp, tích tiểu thành đại, sau đó tiến hành lợi dụng. Mà cái này, bảo người ta tản chân khí ra, lực lượng tan giã, không khác gì tán công. Nếu thật sự làm như vậy, còn tiến bước như thế nào? cho dù ban đầu có thực lực, dựa theo phương pháp này tu luyện cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu ớt. Điều này, mọi người sửng sốt, chân khí chảy xuôi toàn thân, lưu chuyển ở bên trong các huyệt và đan điền, là chuyện thường xảy ra. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho thể phách của người tu luyện cường tráng, bách bệnh không sinh. Thế nào đến trong miệng hắn, biến thành tán công. Vừa nói như vậy, thật đúng là có chút tương tự với tán công. Tại các chủ đời người ra, chân khí lưu chuyển các huyệt không thành vấn đề, nhưng từ huyệt đạo phát ra, tốc độ nhanh, chính là phương pháp tán công. Đúng vậy, thấy có người đòn ý nói hùa, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Người làm vậy là bảo chúng ta chậm rãi tán công, nước ấm nấu ếch, đợi tới khi thực lực yếu đi, lại một lưới bắt hết. Thiên đạo đồ thư quán đã viết ra tất cả chỗ thiếu hụt của quyển bí tịch này. Tùy tiện tìm ra mấy cái, đưa ra chút ý kiến, đơn giản đến cực điểm ăn nói bừa bãi, hoàn toàn nói bậy, chân khí phát ra các huyệt, có khả năng cùng hồn phách giao hòa, khiến cho linh hồn rời khỏi thân thể vẫn tồn tại. Bằng không, các người không đạt được hợp linh cảnh, hồn lực yếu ớt, không có chân khí bảo vệ, làm thế nào có thể độc lập được. Âm thanh bực bội nói, tu vi đạt được hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh, lực lượng linh hồn tăng mạnh, cho dù không phải vu hồn sư, hồn lực cũng có thể rời khỏi thân thể tồn tại, không bị quấy nhiễu. Thực lực không bằng, chỉ có thể sử dụng chân khí bảo vệ thế nào đến trong miệng đối phương biến thành tán công chân khí bảo vệ linh hồn nói thật dễ nghe vậy ta hỏi ngươi chân khí từ hối thần huyệt tuôn ra là có ý gì hối thần huyệt tồn tại để người tinh thần tập trung lại chân khí từ nơi này tuôn ra nhẹ thì mê muội nặng thì tử vong nếu như ta không nhìn nhầm thật sự dựa theo phương pháp này tu luyện cho dù linh hồn rời khỏi thân thể thân thể cũng sẽ trọng thương hoặc tử vong trương huyền nói âm thanh dừng lại dẫn hồn ra khỏi thân thể điểm quan trọng nhất chính là thân thể tử vong chỉ có như vậy linh hồn mới có khả năng rời khỏi ràng buộc rong ruổi ngao du đương nhiên chỉ cần linh hồn trở lại thân thể vẫn có thể khôi phục tim đập tương đương với lại sống lại lấy tu vi của ta làm ví dụ ta là hóa phàm nhất trọng tăng thọ cảnh loại tu vi này cho dù may mắn dẫn hồn ra khỏi thể thành công linh hồn và thể xác chia lìa thân thể và linh hồn nếu không thống nhất, muốn duy trì diện mạo người bình thường, không bị người ngoài phát hiện, ta không đoán sai, chắc hẳn là phải mỗi ngày đều phải ăn đan dược duy trì. Không để cho hắn nói tiếp, Trương Huyền hừ một tiếng, mở miệng nói. Cho dù bản thân là linh hồn của ngươi, linh hồn và thể xác chia lìa, thân thể sau khi giả chết cũng sẽ trở nên xa lạ. Không uống thuốc duy trì, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra cơ tiêu tan, thân thể mọc đầy thi ban, bị người phát hiện. Điều này lại giống như kiếp trước đổi thận, cho dù là bản thân ngươi, từ thân thể lấy ra, lại trả lại, vẫn gặp phải bài xích. Dùng thuốc duy trì, sớm hay muộn cũng sẽ hoại tử. Ngươi, làm sao biết được? Giọng nói sừng sốt. Đây là bí mật của vu hồn sư, chưa bao giờ nói ra miệng. Một người ngoài như thế làm sao biết được? Không cần phải quan tâm ta làm thế nào biết được. Dựa theo cái dẫn hồn quyết này, dẫn hồn phách, tu vi đạt được hợp linh cảnh, là có thể hóa giải không ít. Nhưng, cho dù thực lực ngươi đạt được cảnh giới như vậy, có dám xuất hành ở trong trời rông tố. Không sợ sấm sét Trương Huyền nói tiếp. Ta, giọng nói hình như có chút run rẩy Hồn phách thuần âm, sấm sét thuần dương. Cho dù vu hồn sư mượn thân thể mình xuất hành, gặp phải sấm sét cũng muốn né tránh, không thể giống như người bình thường. Cái đó giống như bài xích, thuộc về cấm kỵ của vu hồn sư. Người này chỉ liếc mắt thoáng nhìn dẫn hồn quyết lại suy tính ra những điều này. Thật hay giả vậy? Không nói sấm sét chỉ nói buổi tối, mỗi khi đến giờ tí, là thời điểm âm khí trong thiên địa nặng nhất. Âm khí xuyên qua cơ thể vào, có phải cũng sẽ cảm thấy toàn thân cực kỳ ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ có hồn phách rời khỏi thân thể, mới có khả năng giải trừ khốn quẫn khó chịu. Biết chỗ thiếu hụt ghi chép trong thiên đạo đồ thư quán không có sai, Trương Huyền khẽ cười, chắp hai tay ở sau lưng, đứng ở phía trước tấm bia đá chậm rãi nói vu hồn sư không phải dựa vào thân thể thân thể khó chịu lại như thế nào chỉ cần hồn phách không có vấn đề gì cũng không sao hình như lại bị nói chúng giọng nói kia bực bội nói ngươi nói không sai vu hồn sư mạnh nhất là linh hồn cho dù thân thể bị hủy diệt cũng không tính là gì cả hoàn toàn có thể một lần nữa đoạt xác vĩnh viễn sống sót nhưng không có thân thể che chở người thật sự có thể gánh vác được. Năm sự suy giảm của hồn lực. Trương Huyền gập ngón tay. Đoạt sắc suy giảm, lưu quang suy giảm, chiến đấu suy giảm, dương trước suy giảm và đáng sợ nhất là năm giác quan suy giảm. Ngươi, biết năm suy giảm của hồn lực. Giọng nói lại không còn bình tĩnh như trước. Đoạt sắc suy giảm, là chỉ thời điểm đoạt sắc, lực lượng tự nhiên suy yếu, ít nhất giảm xuống hai cấp lớn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, các ngươi sẽ không đoạt sắc lưu quang suy giảm là chỉ không có cách nào giải quyết mâu thuẫn căn bản giữa linh hồn và thể xác, linh hồn sẽ dựa theo thời gian trôi qua, tự động suy giảm. Vì không trở nên yếu hơn, chỉ có không ngừng tu luyện, liều mạng tu luyện. Chiến đấu suy giảm là chỉ sử dụng hồn lực chiến đấu, tu vi sẽ tự động giảm bớt. Bởi vậy, các người am hiểu nhất là câu dẫn hồn lực, mê hoặc, bố trí huyễn cảnh khiến người ta hoảng sợ. Trên thực tế cũng có rất ít người ra tay chiến đấu. Dương trước suy giảm, vừa nãy đã nói qua, các thứ sấm sét, dương khí tăng mạnh, các ngươi đều không dám tiếp xúc. Một khi tới gần, sẽ khiến hồn phách tự động trở nên suy nhược. Đương nhiên, bốn loại suy nhược trước, tuy rằng nghe đáng sợ, vẫn có thể tránh được. Đáng sợ nhất chính là một loại cuối cùng, năm giác quan suy giảm. Chương 874, ta có thể dạy ngươi hai. Người có năm giác quan, sáu thức, biết liêm sỉ, hiểu thị phi, hiểu vinh nhục tranh luận thiện ác. Nhưng linh hồn không thể có những điều này, yêu nhiều thương tâm, tình nhiều thương hồn, một khi có tình cảm, linh hồn sẽ chấn động kịch liệt, sẽ làm lực lượng tự động suy giảm. Trương Huyền khẽ cười, mí mắt giơ lên. Ta nói lại có sai không? Ngươi, ngươi, âm thanh kinh hoàng, thiên đạo công bằng, tuy rằng vu hồn sư cho dù tu vi không đủ, cũng có thể có tuổi thọ người bình thường khó có thể tưởng tượng được, nhưng cũng có thống khổ người bình thường khó có thể hiểu được không thể yêu không thể hận rất nhiều hạn chế sống ở trong bóng tối u ám sống không bằng chết chỉ là năm suy giảm hồn lực càng còn chỗ thiếu hụt vu hồn sư không thể nói ra cho dù danh sư đường năm đó cũng không có cách nào hiểu rõ người này làm thế nào biết được đơn giản là nhìn dẫn hồn quyết một lần nếu thật sự như vậy lý giải đối với công pháp cũng quá sâu ngươi nói những điều này cũng vô dụng không quan tâm võ giả hay vu hồn sư chỉ cần tu luyện chính là chống lại trời làm sao có thể thuận buồm xuôi gió hồn lực có năm suy tu luyện cũng có năm kiếp thiên địa nhân tài pháp nếu đều như vậy còn không bằng tu luyện vu hồn tuổi thọ vô hạn sau khi hết khiếp sợ giọng nói khôi phục lại bực bội nói chỉ cần là tu luyện thì không thể bảo đảm an toàn trung quy sẽ gặp phải đủ loại chiến đấu tử thương khó tránh khỏi có người từng đặc biệt tính toán qua một nghìn võ giả, muốn đạt được hóa phàm cảnh đỉnh phong, ít nhất phải chết 999 người, thật sự là ngàn dặm chọn một. Mặc dù có danh sư đường trấn áp, vô cớ đánh nhau bớt đi rất nhiều, nhưng chiến đấu giữa các thế lực, tranh đoạt ngoài sáng tranh đoạt trong tối, tranh đoạt bảo vật với nhau, tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Đều là kiếp nạn của võ giả, khiến cho vô số người chết oan chết uổng. Tuổi thọ vô hạn, tuổi thọ của vu hồn sư là thật sự vô hạn sao? Trương Huyền lắc đầu, cho dù không ngừng tu luyện, có thể chống lại lưu quang suy giảm, nhưng loại cảm giác vắng vẻ này, người thật sự có thể chịu được. Nếu như ta không nhìn nhầm, thân thể người từ lâu đã mục nát hầu như không còn. Không có thân thể tẩm bổ, cho dù sống sót, mỗi ngày cũng là dày vò, thống khổ không chịu nổi. Không nói gì khác, chỉ nói buổi trưa mỗi ngày, thời điểm dương khí thịnh nhất, đau đớn giống như đâm chọc vậy, lại còn phải tập thành thói quen. Nếu không phải địa cung nằm ở dưới đầm lầy, nơi âm u nhất, ngươi cảm thấy chỉ đựa vào một đám hồn phách, có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi, ngươi, nghe nói như thế, giọng nói lại không áp chế được sự kinh hoàng, run rẩy càng lúc càng kịch liệt. Đối phương nói không sai. Hồn phách có thể sống sót không giới hạn, nhưng, thân thể lại không làm được. Hồn phách thoát khỏi thân thể, cho dù trốn ở nơi âm u nhất, mỗi ngày đến buổi trưa, cũng sẽ là dày vò mỗi ngày, sống không bằng chết. Thậm chí, hắn đã từng nhiều lần nghĩ tới tử vong đáng tiếc dưới trạng thái linh hồn công kích vật lý không có tác dụng cũng không có cách nào giết chết mình chỉ có thể kéo dài hơi tàn môn công pháp này có phải có vấn đề hay không có phải không đáng đi học hay không thấy giọng hắn thất thố trương huyền tiếp tục nói đúng là có vấn đề nhưng bất kỳ công pháp nào cũng không thể không có chỗ thiếu hụt giọng nói gào thét người sai người xem những lời này của dẫn hồn quyết vô niệm vô tưởng hồn từ thiên trụ huyệt lưu chuyển thông qua hối thần huyệt ra nếu như đổi thành ngưng hồn tập trung phách phá hối thần huyệt từ thiên trụ huyệt ra sẽ là hiệu quả gì trương huyền nói thiên trụ huyệt thuần dương hối thần huyệt thuần âm từ huyệt vị thuộc tính dương ra linh hồn tự nhiên có chứa dương tính sẽ không hoàn toàn nhận âm khí chi phối dương trước suy có thể giảm bớt đến mức nhỏ nhất thậm chí không còn tồn tại chủ nhân của giọng nói là cường giả vu hồn sư nghiên cứu hồn phách không biết bao nhiêu năm nghe được khẩu quyết thay đổi hắn không ngừng nhắc lại đột nhiên sướng sở ngay ở tại chỗ đối phương tuy rằng chỉ sửa lại mấy chữ lại làm cho công pháp thoáng cái biến đổi sử dụng dương khí của bản thân tẩm bổ linh hồn của bản thân cứ như vậy dương trước suy chẳng khác nào giảm bớt thậm chí biến mất hai huyệt đạo thay đổi trình tự lại làm cho sau khi dẫn hồn thành công vu hồn trở nên càng cường đại hơn nhưng sửa như vậy yêu cầu đối với chân khí cực cao, cần chân khí vô cùng tinh thuần mới được. Nếu không, hối thần huyệt chật hẹp, hồn phách mang theo chân khí, nhất định sẽ không có cách nào thông qua. Sau một hồi ngây người, hắn lại cảm thấy không thể nào làm được. Linh hồn của vu hồn sư, mang theo chân khí, nếu chân khí không đủ tinh thuần, đầy tạp chất, trước qua hối thần huyệt, là không có khả năng thành công. Triệu nhã, biểu diễn chân khí một chút cho hắn xem không trả lời lời của hắn, Trương Huyền quay đầu lại phân phó. Vâng, lão sư. Triệu Nhã bước lên trước, búng ngón tay một cái, một luồng chân khí bắn ra. Đây, cảm nhận được mức độ tinh thuần của luồng chân khí này, giọng nói kia run lên. Có khả năng xuyên qua hối thần huyệt không? Trương Huyền cười nói, có thể thì có thể, nhưng cũng không phải chân khí của bất kỳ kẻ nào cũng tinh thuần như vậy. Giọng nói kia thoáng lộ ra một chút trầm thấp, đừng lo, muốn học không, bái ta làm sư. Trương Huyền khẽ cười, ta có thể dạy ngươi. chương 875, Vũ Hồn Sư Trúng Kế một Phụt, nghe nói như thế, đám người triệu phi vũ, tái các chủ thiếu chút nữa thì không nhịn xuống phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta không phải rất nguy hiểm, đối phương đòi giết người sao. Vũ Hồn Sư, một trong những chức nghiệp quỷ dị nhất thượng cổ, so với độc sư còn đáng sợ hơn huống gì thực lực đối phương còn mạnh như vậy, đạt được lục tinh cao. Nói một hồi thế nào, biến thành thu học sinh. Có cần tán gẫu như thế hay không? Người cho dù là danh sư, nhưng thực lực bản thân cũng vừa bước vào hóa phàm cảnh. Người ta lại là hóa phàm cảnh đỉnh phong, khoảng cách tranh lệch trong đó không thể tính toán. Nói như vậy, thật sự không sợ chết. Lạc Trúc còn mở to hai mắt nhìn. Thời điểm vị trương sư trước mắt này tới mộ vu hồn, cái gì cũng không hiểu, lại liếc mắt thoáng nhìn dẫn hồn quyết không chỉ biết năm suy giảm của hồn lực còn tìm được phương pháp giải quyết quá nghịch thiên thảo nào là danh sư ngay cả ông trời cũng thừa nhận phần năng lực này thật sự quá đáng sợ đám người tôn cường lại bội phục không thôi thiếu gia lão sư đúng là thiếu gia lão sư quả thực quá mạnh cái gì vu hồn sư cái gì cường giả lục tinh cũng bị lừa dối bái ngươi làm sư chủ nhân của giọng nói hình như cũng thoáng lảo đảo một cái. Hắn đường đường là vu hồn sư lục tinh, nhân vật siêu cường tu vi đạt được hóa phàm đỉnh phong, một mình ngươi chỉ là tiểu gia hỏa hóa phàm nhất trọng, bảo ta bái sư. Đùa gì thế? Làm càn. Dưới sự phẫn nộ, âm thanh trở nên sắc bén, có chút chói tai. Giang giác, âm thanh cơ quan vang lên, một luồng kiếm quang, trực tiếp bắn qua về phía trương huyền, hình như muốn giáo huấn hắn vô lễ. Vù chỉ có điều, còn chưa đến tới trước mặt, Trương Huyền đã rời khỏi chỗ đứng, dễ dàng né tránh. Cơ quan lợi hại hơn nữa, cũng chết, hắn nắm giữ mắt minh lý, sớm phán đoán, thân pháp thiên đạo né tránh, muốn đánh chúng, cũng không dễ dàng như vậy. Không cần uổng phí tâm cơ, nếu như là người tự mình ra tay, có lẽ còn có thể tổn thương ta. Cơ quan, vẫn tỉnh lại đi, cơ quan trước đó, chính là do ta loại trừ. Người cảm thấy mấy thứ này, đối với ta có tác dụng sao? Trương Huyền thản nhiên nói. Hừ. Giọng nói kia quát lên. Cơ quan tiến vào cửa cường đại như vậy, cũng bị người thanh niên này đạp một cước dừng lại. Cơ quan hiện tại của hắn cho dù lợi hại, chỉ sợ cũng thật sự khó tổn thương nửa phần đối phương. Nghĩ vậy, chủ nhân của giọng nói kia không nói thêm gì nữa, cơ quan cũng lại không sử dụng nữa. Chôn dưới mộ vu hồn dưới lòng đất này không biết bao nhiêu năm, cho dù cơ quan không mất đi hiệu lực, cũng có hạn chế số lượng sử dụng một lần ít một lần, nếu không có tác dụng, sử dụng nhiều, lãng phí nhiều. Thấy hắn thật sự không sử dụng cơ quan, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cơ quan, hắn phải lấy trường tiếp xúc mới có khả năng xuất hiện sách, biết chỗ thiếu hụt tiến hành đối phó. Đối phương sử dụng cái này, không biết ở chỗ nào, có thể may mắn tránh thoát được một lần. Nếu thật sự có vạn mũi tên cùng phát, dựa vào công phu mèo quào của hắn trước mắt, không có khả năng tránh thoát lời nói vừa rồi, chỉ là gạt đối phương một chút, khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Không nghĩ tới thật sự đúng là thành công. Cùng loại người không biết ẩn nấp ở chỗ nào này, lại phải đấu trí so dũng khí, nghĩ biện pháp dùng ngôn ngữ áp chế hắn. Đáng tiếc, thấy đối phương không nói thêm gì nữa, cũng không khởi động cơ quan, Trương Huyền không ngừng lại mà lắc đầu, thở dài một tiếng, lộ ra vẻ cô đơn. Cơ hội tốt như vậy, không biết nắm chắc, ai, thật đúng là một linh hồn, không có đầu óc ngươi nghe nói như thế giọng nói lạnh lùng kia tức thiếu chút nữa thì nôn ra máu chết tại chỗ em gái ngươi ta đường đường lại là vu hồn sư lục tinh thái độ của ngươi như vậy là thế nào đừng nói hóa phàm nhất trọng cho dù là tứ trọng nhìn thấy ta cũng run rẩy không dám thở mạnh ngươi thì hay rồi không chỉ muốn thu ta làm đồ đệ còn mắng ta không có đầu óc ngươi mới không đầu óc cả nhà ngươi không có đầu óc đừng tưởng rằng ta muốn đoạt xác sẽ sợ ném chuột vỡ bình nếu quả thật muốn chết ta không ngại hiện tại sẽ giết chết ngươi giọng nói kia mang theo sự dữ tợn giết ta ngươi dám không thản nhiên nhìn về phía trước vẻ mặt trương huyền xem thường lại nói một quái vật không biết chết bao nhiêu năm mà thôi cũng chỉ có thể dựa cơ quan thể hiện nếu có thể giết ta sợ rằng vừa nãy đã động thủ còn cần chờ tới bây giờ sao ngươi ngươi à ta à cái gì có bản lĩnh thì làm nhanh một chút đừng ở chỗ này dây dưa nếu không lại tận dụng thời gian lấy cả ba cửa ải ra còn là vu hồn sư lục tinh thật đúng là vụng về hết mức trương huyền thở dài thôi đi cho dù ngươi bây giờ muốn bái ta làm sư ta cũng không cần ta sợ ảnh hưởng danh dự ngươi chủ nhân của giọng nói kia sắp bùng nổ bái hắn làm sư còn ảnh hưởng danh dự của hắn lại dám không biết xấu hổ hơn chút nữa không? Thế nào, hóa ra chỉ biết nói những lời đầu môi chót lưỡi, thật ra không dám động thủ đúng không? Thấy đối phương tức tới giơ chân, lại không có động thủ, Trương Huyền tiếp tục nói. Đâm đầu vào chỗ chết. Thấy bộ dạng hắn lợn chết không sợ nước sôi, chủ nhân của giọng nói dĩ nhiên tức điên. Âm âm. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 875.